Thông qua lỗ hổng, sáu người nhìn thấy trong mây đen có hai người nhanh chóng phi hành, chính là Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Nhưng mặc kệ hai người này bay như thế nào, tựa hồ cũng chỉ lơ lửng ở trước mắt bọn hắn. Cũng không biết hai người bay ra không được, hay đại trận này nhanh chóng vận chuyển để sáu người thật giống như cùng Lam, Đốc Bình Hành. Chỉ một màn này, mấy người mới tới liền cảm nhận được vô biên ma vực huyền diệu và thần kỳ. Nhìn thấy Đốc Vô Hư, Ngao Phong có chút trột dạ, vị này là sư gia của hắn. Nói cách khác, bản lĩnh chân chính của Đốc Vô Hư vẫn chưa truyền thụ ra, huống chi tu vi của Đốc Vô Hư vượt xa hắn, nhiều năm như thế cơ hồ vẫn ở dưới dâm uy của Đốc Vô Hư áp chế, thử hỏi làm sao có thể không trột dạ. Mấy người nhìn nhau giao lưu, cô Lâm Thụ đã không do dự, song trưởng cùng đánh, tiếp đó nhanh chóng bắt kiếm quyết, dẫn kiếm quyết vung lên. Hai người lam, Đốc đột ngột thấy hồng quang lấp lóe, tiếng vèo vèo dày đặc vang lên, chỉ thấy vô số hỏa kiếm tạo thành cự xà uốn lượn phóng tới. Hai người lập tức vung trưởng liên kích, ở dưới công kích huy lực cường đại hỏa kiếm phóng tới bị oanh thành biển lửa trên mặt đốc vô hư hiện ra tàn khốc lắc người bay ra toàn thân phóng ra ô quang cả người như gai nhím không ngừng phụt ra hút vào ô quang phun ra nuốt vào tinh chuẩn hỏa kiếm phóng tới dày đặc không có một cái có thể chui lỗ thủng đều bị ô quang phá hủy đốc vô hư mạnh mẽ xông vào biển lửa lấy thế lôi đình giết về phía cội nguồn rất rõ ràng người đánh lén giấu ở phía sau hai tay ô thường liên tục huy động ở ngoại giới có thể nhìn thấy mây đen lăn lộn phun trào trước mắt đám người côn lâm thụ mất đi bóng dáng hai người lam đốc đốc phô hư phát hiện trước mắt không có bất kỳ người nào lại quay đầu thấy lam đạo lâm vào tới theo nhưng hắc phụ phập phồng lam đạo lâm rõ ràng vào tới lại như không biết đi đâu hắn lại nhanh chóng lắc mình nghênh đón cũng y nguyên không nhìn thấy lam đạo lâm phù phiếm nhìn quanh đã không gặp cái bóng của lam đạo lâm dường như chỉ còn hắn một người lẻ loi ở trong hắc phụ lam đạo lâm rõ ràng nhìn thấy đốc vô hư ở phía trước nhưng lắc mình tới lại không thấy đốc vô hư hắn lại nhanh chóng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy lông mày dần dần nhíu lên đốc vô hư lẻ loi nhìn quanh cũng cảm thấy không ổn hai người đều ý thức được vô biên ma vực này đã không phải như lúc trước trình độ điều khiển vô biên ma vực của ô thường đã phát huy đến một cảnh giới khác có lẽ là quen tay hay việc có lẽ là tu vi của ô thường lại tinh tiến nói chung mặc kệ nguyên nhân nào hai người đều ý thức được lần này ô thường chân chính là lai giả bất thiện. Người ở dưới nghe được tiếng ầm ầm trong mây đen cuồn cuộn, người khí vân tông minh bạch, bên trong đã đấu võ. Chỉ là bọn hắn không rõ, tại sao phải ẩn thân ở trong mây đen chém giết. Bọn hắn không biết vô biên ma vực này huyền diệu, không biết làm đạo lâm và đốc vô hư muốn ra nhưng không ra được. Nghiêu hữu đạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi ở trên người hắc thạch, bỗng nhiên gọi. Hắc thạch ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn, nghiêu hữu đạo nghiêng đầu ra hiệu, Hắc Thạch nhìn người bên cạnh, hơi do dự, sau đó phất tay ra hiệu người bên cạnh lui lại. Hắn vừa định hỏi sự tình gì, Nưu Hữu Đạo lại hỏi trước. Chương 2281, Tây Vô Thái Thượng. Ô thường giấu thôn thiên hoàn đi đâu rồi? Hắc Thạch chố mắt, mỉm cười, cái này, người hỏi sai người, ta làm sao có khả năng biết. Nưu Hữu Đạo, khả năng sẽ giấu ở nơi nào, ngươi là người bên cạnh hắn, trong lòng hẳn rõ ràng. Ngày hôm nay ta có một câu nói đưa ngươi tương lai nếu như cùng đường mặt lộ, chỉ cần ngươi tìm thôn thiên hoàn tới cho chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Hắc thạch cười cợt, dáng vẻ không tỏ rõ ý kiến, nhưng trong lòng lại chửi má nó, thịt không ăn, làm không tốt còn bị hắt nước bẩn. Hắn còn tưởng đối phương muốn dùng vô lượng quả đến xúi dục hắn, hóa ra tôn tử này nói là thôn thiên hoàn, hại hắn ngoan ngoãn cho lui thủ hạ. Mất đi mục tiêu, đám người côn lâm thụ đang nhìn quanh tìm kiếm, cho thấy mây đen lăn tăn, thân hình ô thường lại từ trong mây đen hiện lên, xuất hiện ở bên người bọn hắn. Nhìn qua sáu người, ô thường không nhanh không chậm nói, đã tách bọn hắn ra, các người có thể yên tâm động thủ. Dứt lời, sương mù bốc lên, cách trở tầm mắt sáu người, hắn lại biến mất rồi. Biến hóa lại lên, sương mù ở trước mắt sáu người như gió nổi mây vần, sáu người lại xuyên thấu qua thông đạo mà ô thường để cho bọn hắn nhìn phát hiện lam đạo lâm, đốc vô hư không ở bên cạnh hắn, quả nhiên đã chia lìa. Viên cương nhìn chung quanh một chút, theo kế hoạch hành sự, ta chủ công, Nguyên Tòng, Vương Tôn, Ngao Phong đều không nhịn được hít một hơi thật sâu, có thể nhìn ra, rõ ràng có chút khẩn trương, bất quá vẫn phân tán rời đi, đến mức độ này không làm cũng không được, bằng không đối mặt ba thành ai cũng đừng nghĩ dễ dàng sống sót rời đi. Ba người dựa vào sương mù che giấu, lặng lẽ vòng tới bên cạnh Lam Đạo Lâm. Viên Cương, Gia Cát chỉ và Côn Lâm Thụ vẫn ở cùng nhau, Côn Lâm Thụ nhìn chằm chằm Lam Đạo Lâm, mà Gia Cát chỉ thì nắm đai lưng ở phía sau Viên Cương, thi pháp để viên cương và bọn hắn lơ lửng trên không trung. Này là nghiêu hữu đạo cẩn thận cân nhắc bố trí, ra các chỉ hẳn là tu vi cao nhất trong mấy người, thích hợp đảm nhiệm nhân vật này, cũng có thể bảo đảm viên cương an toàn. Sáu người phân ở bốn phương, đã bố trí đúng chỗ, có thể nói bao vây lam đạo lâm ở trong đó. Ô thường một mình trôi nổi ở trên hư không nhắm mắt, chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp đó lại nhắm mắt, toàn thể xác và tinh thần cảm thụ, điều khiển tất cả trong vô biên ma vực. Côn lâm thụ ngưng thần nhìn chăm chú mục tiêu, quanh thân vù một tiếng giấy lên liệt diễm. Có ánh lửa, làm đạo lâm cảnh giác bốn phía quay đầu nhìn lại, đột nhiên thấy một hỏa long khổng lồ phá tan sương mù, ẩm ẩm đụng tới. Làm đạo lâm ngạo nghễ mà đứng, một tay chắc ở phía sau, một tay vung kích, một đạo kinh khí gần như hữu hình cuồn cuộn bay ra, ẩm. Lấy thế như bẻ cành khô công phá hỏa long, thân hình làm đạo lâm lóe lên, hung hãn không sợ, nghịch liệt diễm mà lên, xông về phía mồi lửa. Ai biết bên trái nổ vang ra một đạo tử khí, như đuôi rồng màu tím cần quét, chặn hắn lại. Phía bên phải một tia ô quang bắn mạnh ra, như một đạo kiếm quang chém ngang hông. Hậu phương thì có trưởng cương nổ vang bay đến, như sóng lớn vỗ bờ. Thân hình làm đạo lâm nhanh như quỷ mị thoát ly công kích đan dệt, lại lần nữa từ một góc độ khác nhằm về phía mồi lửa. Nguyên Tòng, Ngao Phong cùng Vương Tôn liên thủ công kích giật nảy cả mình, còn tưởng bản thân hoa mắt, mới phát hiện đối phương né tránh tốc độ quá nhanh, ba người liên thủ công kích một chút tác dụng cũng không có làm sao lo liệu trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao cho phải côn lâm thụ một trưởng oanh ra hỏa long ngăn cản không để ý bố trí an bài một tay khác xoay lại bắt được viên cương đồng thời theo hỏa long xông ra ngoài như trốn vào trong hỏa long gia cát chỉ có chút mộng bởi vì cử động của côn lâm thụ không ở trong kế hoạch mắt thấy hỏa long lại đến lam đạo lâm đánh nam một trường đã thấy trong lửa giấu người song phương trong nháy mắt đối mặt Luận tu vi, thực lực của hắn không sợ ai trong thiên hạ, mặc kệ hai cái lén lén lút lút này là người nào, lật tay có thể như bẻ cành khô, có tự tin càn quét tất cả. Viên cương mắt lạnh như điện, khí thế quanh người rồi rào làm người khó có thể tin, huyệt vị dâng lên luồng khí xoáy, càng ép ra liệt diễm ở quanh thân. Côn lâm thụ đang muốn đẩy hắn ra, ai biết còn không có phát lực, bản thân đã đột một thoát ly lùi về sau, có vẻ như bị đánh bay ra ngoài. Không phải bị lam đạo lâm đánh bay, mà là viên cương đột nhiên lao ra ngoài, hai chân viên cương thu lại thuận thế đạp hắn một cước ừm côn lâm thụ phát ra một tiếng rên rỉ trong mũi chảy ra máu tươi hắn thấy chuyện đột nhiên xảy ra gặp thời ứng biến sớm nắm viên cương lao ra viên cương cũng thấy chiến cơ hơi nháy mắt liền qua nên không cố kỵ quá nhiều làm côn lâm thụ trở tay không kịp trước khi viên cương ra tay một cước kia trong lúc vội ý làm côn lâm thụ tổn thương may là viên cương thu lại lực đạo bằng không côn lâm thụ sẽ không còn sức chiến đấu Côn lâm thuộc giật mình không nhỏ, không nghĩ tới viên cương lại có lực phá hoại cường hãn như thế, tuy bản thân trở tay không kịp, nhưng tu vi nguyên anh kỳ lại bị viên cương dễ dàng phá vỡ, là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, viên cương là người không có tu vi pháp lực, một thân man lực cường hãn đến mức độ như vậy, xác thực làm người giật mình. Người ra, đao ra, một ánh đao giống như xét đánh lóe lên chém về phía trường lực. Vù gào, người và đao đi vào trong trường lực, vù gào viên cương xoay người vung cánh tay lại lần nữa phát lực một tiếng hổ gầm như sấm rền trên chín tầng trời lam đạo lâm thấy đối phương không trốn không tránh vào tới đang không biết ngu ngốc từ đâu tới chợt thấy thân hình đối phương dường như trì trệ như đụng phải trưởng lực của hắn tập kích nhưng qua giây lát ý thức được không đúng thân thể ngưng trệ kia dường như có cảm giác hình ảnh di động nháy mắt hắn ý thức được không bình thường cũng nhanh chóng ý thức được nguy hiểm nội tâm hối hận tia hối hận này đến từ chính hắn oanh ra trường lực rõ ràng đánh chúng người nhưng lực công kích không có chút cảm giác trì trệ nào, tựa hồ bị đồ vật gì đó vòng qua, làm đạo lâm nhanh chóng tránh ra, nhưng trong nháy mắt tách ra chỉ thấy ánh đao ngưng trệ ẩn hiện biến mất nửa người trên của đối thủ như chia lìa với thần hình, dường như nhảy ra một thoáng, hắn dường như cảm giác được có đồ vật gì lóe lên, thân pháp của hắn rất nhanh, thế nhưng đồ vật lóe qua kia vượt xa tốc độ của hắn, hô viên cương đã từ trong biển lửa nhảy ra hai tay cầm đao khom người lóe lên, kịch liệt thở hổn hển. Sau lưng hắn, ánh lửa chiếu rọi, huyết châu tung bay. Thân hình Lam Đạo Lâm cũng từ trong biển lửa bay ra, mất đi khống chế. Lam Đạo Lâm trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh hãi. Ô Thường bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả trong sương mù dày đặc, biểu cảm muôn đời không đổi lộ ra thần sắc chấn kinh. Vù gào, một tiếng hổ gầm vang lên, thanh âm không lớn, nhưng hình như có một con mãnh hổ vừa thức tỉnh ở bên người, trước vẫn không phát hiện, đột nhiên quay đầu lại phát hiện, nhất thời để người sờn cả tóc gáy. Đó là một loại thanh âm để người thần hồn run rẩy. Thân hình tung bay của Lam Đạo Lâm đột nhiên nghiêng nghiêng tách ra thành hai nửa, tựa hồ bị tiếng hổ gầm kia xé rách. Gia Cát chỉ trải qua một lần còn tốt, chẳng qua là bị động tĩnh này làm giật mình mà thôi, rất nhanh thì bình tĩnh. Hắn lắc mình lao về phía viên cương, kéo hắn lại, viên cương còn thở hổn hển kịch liệt. Nguyên Tòng, Ngao Phong, Côn Lâm Thụ và Vương Tôn thì như nhìn thấy một màn kinh khủng không sánh được gì, triệt để kinh ngạc đến ngây người, một đao. Một đao chém giết Lam Đạo Lâm, trước nghe ra các chỉ nói viên cương một đao chém giết nguyên sắc, cũng chỉ là nghe nói, không có khái niệm chân thực gì, lúc này thấy mới biết cái gì gọi là một đao chém giết nguyên sắc. chương 2282, lại một đao một. Ô thường chấn kinh nhanh chóng nhìn vô biên ma vực của mình, phát hiện tiếng hổ gầm khủng bố kia ở mức độ rất lớn ảnh hưởng tâm thần của mình, dường như có hiệu quả đuổi ma, làm bản thân điều khiển vô biên ma vực gần như ở vào biên giới tan vỡ. Trong lòng hắn thầm nói không tốt, phát hiện mình vừa mất khống chế, đốc vô hư đã ở vào biên giới vô biên ma vực, lại lâm thời vận chuyển trận pháp đã không kịp, thân hình lóe lên biến mất, chạy đi chặn lại, quyết không thể để đốc vô hư trốn thoát. Thanh âm gì, đốc vô hư đột nhiên đình chỉ phi hành, nhanh chóng nhìn quanh, không biết tiếng hổ gầm vừa nãy ảnh hưởng tâm thần mình là tình huống gì, có chút chấn kinh, đề phòng bốn phía, lo lắng là ô thường ra sát chiêu gì. Nhưng chính bởi vì trong nháy mắt dừng lại này, làm hắn bỏ mất cơ hội ngàn năm một thủa lao ra vô biên ma vực, bỏ mất cơ hội mà viên cương sáng tạo cho hắn. Cái thanh âm gì, hắc thạch kinh nghi bất định nhìn bầu trời, giống như gặp quỷ, vì tiếng hổ gầm này quá dọa người. Tiếng hổ gầm truyền đến, nghiêu hữu đạo nắm chặt chuôi kiếm, hắn cũng có chút khẩn trương, vừa nghe động tĩnh liền biết là viên cương xuất đao, nói rõ viên cương chính diện giao thủ rồi. Vân cơ cũng sốt sắng nuốt một ngụm nước bọt, ngân nhi miệng cắn đùi gà cũng sướng sờ ngẩng đầu nhìn bầu trời, rốt cuộc xuất hiện động tính có thể ảnh hưởng nàng ăn. Nhân viên của thiên ma thánh địa đều lộ vẻ kinh nghi bất định, hoặc hai mặt nhìn nhau. Trên dưới khí vân tông bị chấn nhiếp tâm thần dung chuyển cũng hai mặt nhìn nhau, đám người thái thúc phi hoa có thể nói là bị kinh sợ đến mức không dám thở mạnh. Phương xa chim tước kinh hãi bay loạn, động vật nhỏ bỏ trốn, con kiến cũng rồn dập từ trong khe hở chui ra, loạn bò khắp nơi. Phi cầm cỡ lớn tuần tra giường như mất khống chế, người điều động liên tục rung động chuông gió cũng khó có thể khống chế. Thái thúc phi hoa mờ mịt nhìn quanh, lẩm bẩm một tiếng. Này chính là thực lực của Nguyên Anh cảnh sao, trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ hướng tới. Một tiếng hổ gầm oanh oanh liệt liệt, hai tiếng hổ gầm cuồn cuộn, ba tiếng hổ gầm như thức tỉnh ở bên tai. Trong hang động, một lão giả khoanh chân ngồi tĩnh tỏa bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt già nua vẩn đục dần hiện ra tinh quang, lẩm bẩm. Ngọa hồ tỉnh rồi như mộng như ảo là tâm ta không tốt là mộng sao vù vù cửa đá mở ra một bóng người bay lên đứng ở trên bậc thang dâu tóc trắng như tuyết da màu đồng cổ mặc trường bào hỏa hồng gió đến dâu tóc tung bay tay áo phiêu phiêu cho người một loại cảm giác muốn theo gió phi thăng đệ tử khí vân tông đang làm nhiệm vụ thủ vệ ở ngoài chăm chú nhìn động tĩnh phương xa kinh nghi bất định chợt nghe phía sau có động tĩnh quay đầu nhìn lại tất cả đều kinh hãi sao vị này lại đi ra các đệ tử đang làm nhiệm vụ dồn dập hành lễ, cung cung kính kính. Tây vô thái thượng, lão giả từ từ hỏi, ta sắp tịch diệt, ít có tạp niệm, hẳn không phải ta nghe nhầm rồi, chuyện gì xảy ra? Đệ tử bẩm báo, hồi bẩm thái thượng trưởng lão, thật giống như có người ở khí vân tông chúng ta tranh đấu. Người bên này vẫn thủ tại chỗ, không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể như thực chất bẩm báo. Diệt sinh, trong mây đen cuồn cuộn, thanh âm của ô thường trầm lạnh diệt sinh trưởng ầm ầm va về phía đốc vô hư hư đốc vô hư hư lạnh trên người nháy mắt bùng nổ ra tia sáng vạn trượng ầm um, trường ảnh phá diệt ô thường phất tay lùi về sau cúi đầu liếc nhìn trên người mình có mười mấy chỗ bị ô quang đâm trúng vết thương đang chảy máu đáng sợ nhất là ô quang này như có tác dụng ăn mòn miệng vết thương đang xì xì bốc khói khuếch đại thấy ô thường rốt cục lộ diện đốc vô hư sao có thể buông tha tiếp tục giết tới ô thường có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới gia hỏa này không muốn xông ra vô biên ma vực, vậy mà ngừng lại. Đã không có đi ra ngoài, vô biên ma vực hắn đã ổn định, nào còn có tâm tư cùng đối phương liều mạng vô vị, lắc người biến mất. Đốc vô hư giết vào trong mây đen phát hiện không thấy bóng người, có chút tức giận, không biết ô thường làm cái quỷ gì, đột nhiên hiện thân cùng hắn đánh một trường, nháy mắt lại chạy, đùa lão tử chơi sao. Nhất thời hò hét, bọn chuột nhất ô thường, lăn ra đây cho ta. Ô thường nghe hắn khiêu khích, không để ý tới, cũng không thể lăn đi ra ngoài đơn đấu nha. Bằng thực lực của đốc vô hư, chỉ cần hắn đi ra ngoài giao thủ, tất phải toàn lực ứng phó, vô biên ma vực này hắn khẳng định là không khống chế được, chắc chắn để đốc vô hư tìm được cơ hội thoát thân, sau đó lại muốn nhốt đốc vô hư lại sợ là không dễ dàng như vậy. Đối mặt kêu gào và khiêu chiến, ô thường cúi đầu nhìn vết thương trên người mình xì xì bốc khói khuếch đại, hai tay mở ra, trên người liên tiếp vang lên thanh âm ba ba. Huyết nhục nổ tung, huyết nhục ở chỗ mười mấy vết thương liên tiếp tuôn ra thịt giữa, hủy vật chất có tác dụng ăn mòn ở trong vết thương, vết thương chỉ còn huyết nhục đẫm máu mới mẻ. Tư vị này không hề dễ chịu, rất thống khổ, lúc thân thể bị ăn mòn càng thống khổ, nhưng trên mặt ô thường không có chút biểu hiện. Chỉ là thống khổ thể xác, đối với hắn mà nói, so sánh với sự tình trước mắt, có thể bỏ qua. Đã lần nữa khống chế đốc vô hư ở trong vô biên ma vực, ánh mắt hắn xuyên thấu sương mù, nhìn viên cương thở dốc dần ngừng, nói thầm một tiếng. Ngoạ Hồ Tỉnh, Vô Địch Thiên Hạ, từ khi Viên Cương tiến vào Vô Biên Ma Vực, một đám người vậy mà mang theo một người không thể phi hành vào, hắn liền cảm nhận được Viên Cương có khả năng là sát chiêu của những người này, quả nhiên đúng như dự đoán. Nhưng cũng không nghĩ tới, Viên Cương có thể chính diện một đao chém giết Lam Đạo Lâm. Một đao kia thể hiện ra uy lực không gì không xuyên thủng, cho hắn cảm giác rung động đến lúc này vẫn không thể bình phục. Thi thể của Lam Đạo Lâm còn ở trong Vô Biên Ma Vực, hắn nhắm mắt ngưng thần điều tra, cảm giác đến xác nhận đã chết đến mức không thể chết thêm phất tay vung một cái thả thi thể lam đạo lâm rời đi vô biên ma vực khống chế đồ vật không tất yếu là đang lãng phí pháp lực ngoại giới y nguyên ở vào kinh nghi bất định có thể cảm nhận được động tĩnh trong mây đen rất ác liệt đám người nghiêu hữu đạo không biết tình huống nội bộ khẩn trương chờ kết quả đám người khí vân tông quan chiến thì không quá khẩn trương dù sao cũng là việc không liên quan tới mình bất quá nhìn thấy một người bay tới Dầu tóc trắng như tuyết màu da cổ đồng sắc thái hồng bào sau khi bay xuống ở trước mặt mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía mây đen cuồn cuộn. Đám người Thái Thúc Phi Hoa cả kinh, sao vị này lại đến? Bất quá cũng có thể tưởng tượng, hẳn là bị động tính tranh đấu làm xuất quan. Lấy Thái Thúc Phi Hoa dẫn đầu, mọi người lập tức chắp tay hành lễ, tây vô thái thượng. Người tới không phải người khác, chính là một trong 28 vị Thái thượng trưởng lão của Khí Vân Tông. Tây Vô Tiên, được xưng cao thủ luyện khí đệ nhất của Khí Vân Tông. Bây giờ bởi vì gặp các loại biến cố, Tuy 28 vị thái thượng trưởng lão chống một chút, nhưng này chính là căn cơ của Khí Vân Tông. Mà Tây Vô Tiên chính là một trong mấy thái thượng trưởng lão khác họ ít có của Khí Vân Tông, cũng là thái thượng trưởng lão lớn tuổi nhất của Khí Vân Tông. Giống như Trung Cốc Tử lúc trước, thậm chí còn hơn Trung Cốc Tử nhiều, thọ hạn đã đến là một xác chết di động. Dựa vào là tu hành nhiều năm rèn luyện ra tinh khí thần, cộng thêm lấy pháp lực duy trì thân thể bất diệt, kéo dài hơi tàn. Đã rất lâu không xuất hiện, thân thể như vậy còn chạy ra tự nhiên là để mọi người giật mình. Tây vô tiên ngước nhìn mây đen cuồn cuộn hỏi, chuyện gì xảy ra? Thái thúc phi hoa nhìn chung quanh, thấy bên cạnh không có ngoại nhân, tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, thái thượng, ô thường, làm đạo lâm và đốc vô hư đang ác chiến. chương 2283, lại một đau hai. Tây vô tiên lại hỏi, ai dùng tam hống đao của ta? Tam hống đao, mọi người hai mặt nhìn nhau, hơi có chút không rõ, lại như minh bạch cái gì, vừa nãy không phải là ba tiếng hổ gầm sao. Thái Thúc Phi Hoa hỏi, Thái Thượng Ý Tứ là, tiếng vang vừa nãy là tam hống đao phát ra. Tây Vô Tiên khẳng định, ngọa hổ tỉnh rồi, cuối cùng mọi người đã rõ ràng tại sao hắn lại chạy đến, nguyên lai còn ghi nhớ sự tình tam hống đao. Người khí vân tông hiểu chuyện đều biết, năm đó vị này luyện chế ra tam hống đao, từng thả cuồng ngôn vô địch thiên hạ, phạm vào kiêng kỵ, làm khí vân tông rước lấy không ít phiền phức, bị tông môn giáo huấn, cực kỳ ủy khuất. Bao nhiêu năm, sự tình kia đã qua, đã chìm ngập ở trong thời gian trường hà, hóa ra trước khi vị này lâm chung trong lòng còn tâm niệm. Vù vù, lạch cạch, một thi thể từ trong mây đen rơi ra, rơi ở trên đỉnh núi. Như hữu đạo và đám người hắc thạch nhìn chăm chú, sau đó ngơ ngác và kinh hỉ, làm đạo lâm. Làm đạo lâm chết rồi, như hữu đạo và vân cơ nhìn nhau, cảm giác như chút được gánh nặng, hẳn là hầu tử đắc thủ. Trong mây đen rơi xuống thi thể, đám người khí vân tông làm sao có thể không chú ý, mở pháp nhãn nhìn chăm chú. Làm đạo lâm, nhận ra thi thể là của ai, đám người thái thúc phi hoa kinh hãi đến biến sắc, có người thất thanh buộc miệng nói ra. Là thiên lam thánh tôn, ở dưới thế cục bây giờ, làm đạo lâm thường thường chạy về khí vân tông, cao tầng khí vân tông cơ hồ người người đều biết. Được nghe người chết là lam đạo lâm, pháp nhãn của tây vô tiên nhìn chằm chằm vết cắt, trên mặt lộ ra ý cười, tựa như lẩm bẩm lại tựa như tuyên cáo cái gì. Ngoà hồ tỉnh rồi, mọi người nhanh chóng quay đầu lại nhìn hắn, Thái Thúc Phi Hoa hãi hùng khiếp phía nói, Tây Vô Thái Thượng ý tứ là, Thiên Lam Thánh Tôn là bị tam hống đao chém giết. Viên Cương bình phục thở dốc, đám người côn lâm thụ vây quanh ở bên cạnh hắn, đã như xem quái vật, cũng cảnh giác bốn phía. Người trước đó chưa từng thấy Viên Cương xuất thủ, hiện tại cuối cùng đã rõ ràng vì sao Ngưu Hữu Đạo có nắm chắc để vị này chủ công, không tiếc lệnh năm tu sĩ Nguyên Anh kỳ phối hợp. Chỉ một đao liền chém giết Lam Đạo Lâm, một màn kia còn vang vọng ở trong đầu bọn hắn. Viên Cương bình phục thở dốc, gương mặt của ô thường cũng như ẩn như hiện ở trong mây đen hiển nhiên hắn đang nghiêm mật quan tâm tình huống của viên cương hỏi đốc vô hư vẫn còn có thể bắt đầu chưa lần này hắn không có hiện ra toàn thân nên mọi người không nhìn thấy vết thương trên người hắn đám người côn lâm thụ nhìn về phía viên cương có thể tiếp tục hay không là phải hỏi vị này viên cương nhìn ô thường có thể mây đen cuồn cuộn khuôn mặt kia biến mất rất nhanh trước mắt mọi người lại lần nữa gió nổi mây vần ô thường mở ra tầm mắt của bọn hắn Đốc vô hư xuất hiện. Tập trung cùng nhau tiến công đi, viên cương quay đầu lại nói, chẳng khác nào là cải biến kế hoạch vốn có, trường thi ứng biến, căn cứ tình hình chiến trận làm ra điều chỉnh là rất quan trọng. Bọn người côn lâm thụ hiểu ý tứ của hắn, trước đó mấy người tách ra căn bản không phát huy bất kỳ tác dụng. Có hiệu quả phía trước, sáu người đều có sức lực, nói làm liền làm, lại là côn lâm thụ trước tiên oanh ra hỏa long. Vương Tôn, Nguyên Tòng, Gia Cát Trì, Ngao Phong cũng ra tay theo. Năm người liên thủ, toàn lực phát ra công kích cuồng bạo như một đạo cầu vồng, tập trung công về phía Đốc Vô Hư. Trên người Đốc Vô Hư phun ra ô quang, như tia sáng vạn trược, trong ầm ầm kịch liệt, mạnh mẽ chống đỡ một kích. Hắn đã phỏng đoán ra dụng ý Ô Thường liên hiệp những yêu ma quỷ quái kia, lợi dụng vô biên ma vực huyền diệu nhốt hắn lại, Ô Thường phụ trách hiệp trợ và yểm hộ, những rác rưởi kia thì phụ trách tiến công, muốn dây dưa hắn và Lam Đạo Lâm đến chết ở trong này. Hắn sao có thể để mưu đồ của Ô Thường dễ dàng thực hiện được? mạnh mẽ chống đỡ một kích phát hiện thực lực mấy người liên thủ cũng chỉ như thế, ô quang trên người lại tăng vọt, phóng tới công kích. Chỉ cần làm thịt những rác rưởi kia, mưu đồ của ô thường đương nhiên sẽ phá diệt. Hỏa long sông lên, đốc vô hư bá khi đánh vỡ nhảy vào, nhưng đột một thấy trong lửa giấu người, cùng hắn chạm nhau mà tới. Luận tu vi, cứng đối cứng, hắn sao sẽ để đám người côn lâm thụ ở trong mắt, người ở trong ô quang đấm ra một quyền, một đạo ô quang bắn mạnh ra, thanh thế và uy lực khuấy lên phong vân, như phát động lôi minh, tựa như muốn phá hủy tất cả. Côn lâm thụ lại bị đánh bay, vù gào, một tiếng hổ gầm giống như sét đánh nổ vang, vù gào, tiếp đó lại là một tiếng hổ gầm cuồn cuộn, trong ô quang, hình như có một con cá bơi xuyên qua, lại tựa như lưỡi dao xẹt qua nước, không bị ô quang nổ vang ảnh hưởng chút nào. Ánh đao lóe lên, lần này ô thường nhìn chăm chú quá trình giao chiến, tự nói một tiếng. Nhân đao hợp nhất, nghe được tiếng hổ gầm liên tiếp, đốc vô hư ý thức được không đúng, nhớ tới trước đó nghe được hổ gầm lẽ nào trước đó là ra tay với lam đạo lâm lúc này thấy tình huống dị thường nguy cơ mãnh liệt làm hắn trong nháy mắt từ bỏ bá khí của vô hư thánh tôn không vào tới trước nữa mà nhanh chóng né tránh nhưng tốc độ né tránh của hắn kém xa lam đạo lâm thân pháp là cường hạng của lam đạo lâm lại dường như tránh thoát lắc mình lơ lửng ở giữa trời hai tay nắm chặt gò má căng thẳng chậm rãi quay đầu lại nhìn viên cương thở dốc đám người côn lâm thụ cũng nhanh chóng né tránh tách ra ô quang công kích, ô thường, đốc phô hư thi pháp hét lớn một tiếng, dường như muốn nói với ô thường cái gì. Phù gào, tiếng hổ gầm khủng bố khoan thai đến muộn chìm ngập thanh âm của hắn. kỳ thực hắn muốn hỏi ô thường là có phải lam đạo lâm đã chết rồi hay không. nghe được tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn vang lên, tuy thanh âm của mình bị che giấu, nhưng hắn đã minh bạch, không cần hỏi nữa. bị tiếng hổ gầm ảnh hưởng, tâm thần đốc phô hư thất thủ, pháp lực hỗn loạn, miệng chảy ra máu tươi một cánh tay bay ra ngoài trước, tiếp đó thân hình lệch đi, thân thể chia làm hai đoạn, tung bay rơi xuống. Hắn dùng sức chừng lớn mắt, ánh mắt tìm kiếm, muốn nhìn ô thường một chút, muốn nhìn dáng vẻ của nhân tài mới xuất hiện trong cửu thánh sắp độc bá thiên hạ. Gia các chỉ tránh thoát ô quang cuồng bạo công kích không quên nhiệm vụ của mình, lắc mình lao ra đỡ lấy viên cương, nhanh chóng trở về. Viên cương được mang về bên cạnh mọi người, không lo được bản thân còn thở dốc kịch liệt, nhớ tới nghiêu hữu đạo bàn giao, cường hành quát. Đi! côn lâm thụ vung tay khuấy lên hỏa nguyên tố trong cõi u minh tiếng hổ gầm lại đến rồi tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn kia lại xuất hiện đám người nghiêu hữu đạo chăm chú nhìn mây đen bị tiếng hổ gầm chấn động nhấp nhô tiếng lòng căng thẳng hắn và vân cơ đều biết viên cương lại lần nữa xuất đao xuất đao nhằm vào đốc vô hư khả năng rất lớn kết quả thế nào không biết nếu có thể thành công lần này mạo hiểm mục đích đã đạt đến ngân nhi đang ăn lại choáng tại chỗ sững sờ nhìn bầu trời nghe được tiếng hổ gầm đám người khí vân tông hoảng sợ, lại dồn dập quay đầu nhìn Tây Vô Tiên. Nhưng Tây Vô Tiên lại rất sảng khoái, như nghe được tiên âm. Có vài thứ, hắn biết nhất định tồn tại, thế nhưng hắn không có biện pháp chứng thực, hắn cũng muốn nghe thanh âm ngỏa hổ tỉnh lại. Bây giờ nghe được, nguyên lai like là như vậy, quá êm tai, quá mỹ diệu rồi. ầm ầm lại có hai đoạn thi thể từ trong mây đen rơi xuống. Đốc vô hư, như hiểu đạo và vân cơ nhận ra người chết là ai, trong lòng mừng như điên, thành công rồi. Nghiêu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn lên trên, hiện tại chỉ thiếu mọi người thoát thân, chỉ cần những người này có thể đi ra, hắn có thể kết luận, mọi người rút đi nơi đây trên căn bản là không có vấn đề gì. Thân sắc của Hắc Thạch thay đổi, theo hắn, Cửu Thánh chỉ còn một, mộng đẹp độc bá thiên hạ của Ô Thường đã không xa rồi. Chương 2284, thành công đào thoát. Ý nghĩ lóe lên, nhân lúc đám người Nghiêu Hữu Đạo không chú ý, hoặc là nói lực chú ý không ở trên người hắn, Tranh Thủ lắc mình trốn xa lo lắng thánh tôn qua sông đoạn cầu đám gia hỏa này thật kéo hắn làm đệm lưng như hữu đạo đe dọa hắn hắn vẫn treo ở trong lòng sự tình liên quan tới tính mạng không cảnh giác phòng bị mới là lạ vô hư thánh tôn thái thúc phi hoa nhận ra người chết không khỏi kinh hô mặt lộ ra vẻ rung động hiện tại bọn hắn cơ hồ đều tin tưởng là kiệt tác của tam hống đao tam hống đao bùng nổ ra hai lần làm người chấn động hồn phách mỗi vang một lần thánh tôn liền chết một cái đã không thể không tin bọn hắn nhớ tới cuồng ngôn của Tây Vô Tiên năm đó, ngọa hổ tỉnh, vô địch thiên hạ. Bảo đao như vậy lại dễ dàng đưa người, rơi vào trong tay hô diên vô hận của địch quốc cũng không quản qua, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người âm thầm hối hận. Dãy núi ong ong vang vọng tiếng hổ gầm, đột nhiên Tây Vô Tiên ngâm sướng. Chu Thánh Tôn, ngọa hổ tỉnh, vô địch thiên hạ. Dường như tuyên cáo, cũng như chứng minh bản thân không sai. Lời ấy ra, thái thúc phi hoa cả kinh, nói nhăng gì đấy hận không thể che miệng hắn lại, Chu Thánh Tôn, loại lời này có thể nói loạn sao, năm đó nói vô địch thiên hạ ăn thiệt thòi còn không đủ sao. Nhưng hắn vừa định mở miệng, còn chưa nói ra, liền trừng lớn hai mắt, bởi vì đã không có cơ hội, trên dưới khí vân tông không còn người có thể để Tây Vô Tiên ủy khuất. Chỉ thấy Tây Vô Tiên cảm khái vô hạn, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy tam hống đao trở về, còn có thể ở khí vân tông tận mắt nhìn thấy ngọa hổ tỉnh lại, trời không phụ ta, đời này không tiếc rồi ngữ khí lộ ra chút ai thán, có cảm giác giải thoát, dường như thả xuống cái gì. Cũng đích xác là thả xuống khúc mắc cuối cùng, thân thể hắn vốn đã hủ hóa, thuần túy là dựa vào tinh khí thần chống đỡ. Lúc này kéo nữa, đối với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa, có thể buông. Thân thể hủ hóa nhất thời mất đi lực ước thúc, thân thể như xương khói tản đi, giống như bị gió thổi tán, lại tựa như tắm rửa ở trong tiếng hổ gầm vang vọng dung chuyển tung bay. Pháp lực mất đi khống chế, thân thể như bụi được khí lưu bao phủ, tung bay là tả, cứ như vậy theo gió bay đi. Áo bào đỏ tươi rơi xuống đất, một người sống sờ sờ như biến mất vô căn cứ. Đám người Thái Thúc Phi Hoa không cách nào giữ lại, hơn nữa thọ trung giải thể đối với tu sĩ mà nói là sự tình rất nghiêm túc, đối mặt tình cảnh này, chỉ có thể khom người chắp tay, trịnh trọng tống biệt. "Hài y," Thái Thúc Phi Hoa không nhịn được lắc đầu thở dài, có thể nói cực kỳ hối hận. Biết được tam hống đau, còn chính tay nghe tiếng hổ gầm trước mắt, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Tây Vô Tiên đã mò tới cảnh giới khác của luyện khí, luyện chế ra vũ khí, trừ thương tổn bình thường còn có thể ẩn chứa uy lực khác. Thanh âm chấn nhiếp nhân tâm, thậm chí chấn nhiếp phản thú kia, đã chân chính nói rõ vấn đề. Sự tình năm đó, cơ hồ là giam lỏng Tây Vô Tiên nửa đời. Có lẽ từ trình độ nào đó Tây Vô Tiên là bị nổi danh liên lụy, có lẽ bởi vì Tây Vô Tiên là họ khác trong tông môn, có lẽ là bởi vì các loại nguyên nhân hỗn hợp với nhau. Đồ vật năm đó mọi người không tin tưởng, bây giờ chứng thực nó tồn tại chờ mọi người tỉnh ngộ tây vô tiên đã y tiên cũng mang đi tất cả tâm đắc lại muốn dọc theo con đường này phát triển khai thác ý nghĩa phải bắt đầu lần nữa còn không biết cần trải qua bao lâu thậm chí bao nhiêu đời người mới có thể để uy lực của thanh âm đạt đến lực uy hiếp giống như tam hống đao rất nhiều chuyện là phải để ý thiên phú nhưng sự tình phát sinh quá nhanh sau khi hổ gầm mới nói hai câu tây vô tiên liền không còn ngay cả lời thỉnh giáo cũng không kịp hỏi thử hỏi thái thúc phi hoa làm sao có thể không hối hận nhưng bây giờ không kịp nghĩ nhiều mọi người bỗng nhiên quay đầu lại chỉ thấy mây đen lăn lộn đột nhiên bị ánh lửa nhuộm đỏ liệt diễm bàng bạc và mây đen lăn lộn đan dệt như hỏa vân cuồn cuộn thậm chí nuốt chửng mây đen cuồn cuộn kia ô thường ngưng thần xác nhận đốc vô hư đã chết vừa ném thi thể ra vô biên ma vực đang mắt lạnh xuyên qua mây đen cuồn cuộn nhìn vào sáu người kia hắn nhìn thấy côn lâm thụ thi pháp biến cố đột nhiên sinh ra xung quanh bốc lên liệt diễm Vô biên ma vực bị phá, trong mắt ô thường đột nhiên lộ ra sát cơ, gắt gao tập trung vào côn lâm thụ, thân hình lóe lên, nhằm về phía côn lâm thụ. Bây giờ hỏa thế giới này, từ trình độ nào đó mà nói, cũng là thế giới của côn lâm thụ, hắn điều khiển liệt diễm, có thể cảm nhận được tất cả trong liệt diễm, như ô thường có thể cảm nhận được tất cả trong vô biên ma vực. Hắn nhạy cảm nhận ra ô thường có động tác, lập tức hét lớn. Các ngươi đi trước, liệt diễm bùng cháy, nháy mắt xuất hiện tầng tầng hỏa ảnh, côn lâm thụ biến ảo ra vô số phân thân, làm người không nhận rõ thật giả. Hỏa mị độn ảnh trong thiên hỏa vô cực thuật, hắn rốt cục phát huy ra. Nhìn động tác của hắn, đám người nguyên tổng ý thức được không đúng lập tức bay ra vô biên ma vực. Viên cương không muốn để côn lâm thụ một người mạo hiểm, muốn giấy dụa, nhưng hắn ở trên không trung không thể phi hành, khó có thể tự kiềm chế, bị gia cát chỉ kéo xuống. Gia Cát chỉ được Nhiêu hữu Đạo căn dặn nhiều lần, cần phải bảo đảm viên cương an toàn. Trong nháy mắt ô thường liền đến, một trường đánh vào côn lâm thụ, kết quả lại phát hiện hỏa ảnh hư hóa, chỉ đánh nổ một phân thân mà thôi. Ô thường nổi giận sung thiên, nhất thời thân hình lấp lóe, tha rằng giết sai, cũng không thể buông tha, liên tục lắc mình công kích, nhưng không có một cái là chân nhân. Hỏa vân hiện lên, có vài bóng người bay ra, lắc mình rơi xuống đất, rơi ở bên người như hữu đạo, chính là đám người nguyên tòng. Không thấy côn lâm thụ, như hữu đạo hét côn lâm thụ đâu. Vừa mới nói xong, người ngoài không kịp hồi đáp, trên bầu trời có một bóng người hạ xuống chính là côn lâm thụ nghiêu hữu đạo như chút được gánh nặng nhưng lại bởi vì một câu của côn lâm thụ làm tiếng lòng căng thẳng ô thường động thủ rồi nghiêu hữu đạo không nói hai lời đi đám người vân cơ lập tức nắm ngân nhi và viên cương nhanh chóng bay khỏi trong hỏa vân ô thường quét sạch hết thảy côn lâm thụ cũng không phát hiện chân nhân bá một tiếng vọt ra ánh mắt hắn quét qua lơ lửng ở giữa trời nhìn chằm chằm mọi người rời đi gắt gao nhìn côn lâm thụ cũng thỉnh thoảng dán mắt vào Ngân Nhi. Vừa nãy không thể đắc thủ, liền lỡ mất cơ hội, tiếp tục truy sát cũng được, nhưng một khi Thánh La Sát hóa thân, hắn không nắm chắc ở trong thời gian ngắn đánh thắng được Thánh La Sát, nếu như bị Thánh La Sát cuốn lấy, đối phương lại dựa vào Thánh tử ma giáo xuất đao, chỉ sợ nguy hiểm chính là hắn. Mà này chính là sau khi Nghiêu Hiếu Đạo nhìn thấy Tam Hống Đao Chu Diệt Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, cho rằng có nắm chắc thoát thân, biết ô thường tất nhiên kiêng kỵ, biết ô thường có biện pháp ung dung khác diệt bọn hắn, thì sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhìn mọi người chạy mất, thấy ô thường hiện thân, trước đó lại gặp Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư chết, trên dưới khí vân tông có thể nói nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm ô thường, đều hiểu, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ thiên hạ, cửu thánh chỉ còn ô thường. Đương nhiên, đám người thái thúc phi hoa cũng rất kỳ quái vì sao ô thường không truy sát, nhìn vết thương trên người ô thường, cho rằng là bởi vì bị thương. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy tam hống đào ở trong tay ai, không ở trong tay ô thường, vậy đã nói rõ người giết Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư không phải ô thường, mà là có một người khác. Cũng chính vì như thế, đám người thái thúc phi hoa càng ảo não, càng ngày càng cho rằng khí vân tông bỏ mất trí bảo. chương 2285, biến cố lớn bắt đầu một. Bọn hắn có thể khẳng định, tu vi và thực lực của những người đào tẩu kia tuyệt đối không bằng ô thường, bằng không vì sao phải trốn. Thử hỏi ngay cả thực lực như ô thường cũng không làm gì được nhị thánh, nhưng người thực lực không bằng ô thường trái lại dùng tam hống đao giết nhị thánh tự nhiên lầm tưởng là uy lực của tam hống đao cũng lầm tưởng trong tam hống đao còn ẩn chứa uy lực mà bọn hắn không biết bởi vậy càng ngày càng có cảm giác đau đớn khi mất đi trí bảo nhưng bọn hắn là khẳng định cầm không lại được tam hống đao tuy thực lực người đào tẩu không bằng ô thường nhưng khẳng định không phải bọn hắn có thể trêu chọc ô thường chậm rãi bay xuống đỉnh núi ánh mắt quét nhìn thi thể trên đất lại nhìn phương đám người như hữu đạo chạy đi có vẻ như thực hiện hứa hẹn, không có qua sông đoạn cầu. Lúc này hắc thạch mới lắc mình bay qua, nhìn thấy ô thường bị thương, kinh nghi nói thánh tôn bị thương có nghiêm trọng không? Ô thường lạnh lùng nói, không sao cả, hắc thạch theo phương hướng của hắn liếc nhìn, cũng nhận ra lam đạo lâm và đốc vô hư là chết bởi tam hống đau, thử hỏi, viên cương kia tay cầm bảo đao, tất là hậu hoạn, vì sao thánh tôn không nhân cơ hội trừ khử? Ô thường quay đầu lại, mắt lạnh léo theo dõi hắn, trầm giọng nói, viên cương không đáng để lo, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, hậu hoạn chân chính là côn lâm thụ kia. Dễ dàng phá vô biên ma vực của hắn, hắn đã không dùng được côn lâm thụ, cho nên vừa nãy hắn ra tay liền mặc kệ người đào tẩu khác, trực tiếp giết về phía côn lâm thụ. Ai biết côn lâm thụ lại sử dụng hỏa mị độn ảnh thoát thân, ở dưới chính diện, hắn vậy mà không nhận rõ cái nào là thật, cái nào là giả. So sánh với ở hoang trạch tử địa, hắn càng ngày càng cảm nhận được, hoặc là nói, hắn từ trên người côn lâm thụ nhìn thấy mình năm đó, giả như có thời gian mà nói chỉ sợ sẽ như tám thánh năm đó không làm gì được hắn chỉ sợ hắn giết sạch tám thánh khác lại sẽ bốc lên một thánh khác ngang hàng hắn nhưng bây giờ gã ta còn có cơ hội tiêu diệt côn lâm thụ bởi vì tu vi của y còn thấp chỉ cần gã ta tìm được côn lâm thụ thực lực của y còn chưa đủ để duy trì một trận đánh trực tiếp với gã ta chỉ cần chống lại côn lâm thụ sẽ không chạy thoát được đâu Tu vi của y không có cách nào dây dưa lâu với gã ta, chút huyễn thuật cũng không đại biểu cho tốc độ chạy trốn của y. Hắc Thạch không phải là người trong cuộc nên không hiểu, thử do hỏi, trước đó, thuộc hạ quan sát tình hình, thấy hai thi thể kia chắc đã bị vũ khí sắc bén chém, cho rằng hai lão quỷ đó là do viên cương giết. Chẳng lẽ lại không đúng mà là do côn lâm thụ gây ra sao? Ô thường vẫn giải thích, hai lão quỷ là do viên cương giết nhưng bởi vì hắn ta đi theo con đường luyện võ nên căn bản không có pháp lực và tu vi, ngay cả bay cũng không bay lên được động một tay còn phải dựa vào những người khác trợ giúp để bay hắn ta chỉ là một tên gà mờ vô dụng mà thôi hắc thạch không có cách nào tưởng tượng được một người không có pháp lực và tu vi có thể giết được lam đạo lâm và đốc vô hư nên thử hỏi có phải hắn ta cố ý che giấu thực lực không ô thường lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nhưng lười giải thích nữa viên cương có che giấu thực lực hoặc pháp lực hay không gã ta ở vô biên ma vực có thể cảm nhận rõ ràng căn bản không tồn tại che giấu gì cả lui một bước mà nói viên cương cũng không phá được vô biên ma vực của gã ta chỉ cần lấy vô biên ma vực vây khốn hắn ta còn không phải mặc cho gã ta trà đạp sao hắn ta không đáng để lo đối với gã ta mối họa thật sự cũng chỉ có một mình côn lâm thụ thấy gã ta không muốn giải thích hắc thạch biết nhất định là có nguyên nhân nên không lại dám xông lên nhận lấy xui xẻo chỉ nhắc nhở thánh tôn theo thuộc hạ quan sát người trước kia chịu trách nhiệm liên hệ giữa đối phương và phía bên chúng ta không chừng là nhân vật thật sự quan trọng bên phía đối phương. Thuộc hạ cảm giác tất cả mọi người hình như đều đang nghe theo mệnh lệnh của người này. Ô thường liếc nhìn thi thể trên mặt đất và chậm rãi nói, hai lão quỷ chết, bọn họ đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Người thông báo với thành phủ Nam Châu bên kia, một khi phát hiện bọn họ trở lại thì lập tức báo lên, ta sẽ tự mình ra tay giải quyết. Tây Hải đường gì chứ, các loại văn hoa, mục tiêu rõ ràng, không có bất kỳ chậm trễ nào nữa trong vòng một ngày gã ta lại có thể quét sạch các nơi dọn sạch những quỷ ma này tám thánh cũng đã qua sẽ tới thời giả của ô thường vâng hắc thạch chắp tay nhận lệnh trong lòng hơi do dự không biết có nên báo chuyện thôn thiên hoàn hay không nhưng suy nghĩ một lát vẫn quyết định thôi trong không trung mây đen mất đi pháp lực chống đỡ cũng không còn bị lửa đốt mây lửa mất đi năng lượng ủng hộ cũng đã chay hết bởi vì cảnh tượng chế tạo ra đều tiêu tan thành mây khói trong không trung lại thấy mặt trời chó trang nhô lên cao. Nhóm người khí vân tông vội vàng rời đi và trốn thật xa, cũng sẽ không bị phát hiện tung tích nữa. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư từ tay tham dự đã bị tiêu diệt, mấy người thành công thoát thân, sau khi trải qua quá trình đầy nguy cơ này, tất cả đều rất hưng phấn. Côn Lâm thủ cuối cùng thở phào nhẹ nhóm nhưng vẫn lo lắng nói, đạo gia, ta bị lộ mất tuyệt kỹ thiên hỏa giáo rồi, sợ rằng thiên hỏa giáo sẽ có nguy hiểm. Nghiêu Hữu đạo quay đầu liếc mắt nhìn y, biết hy mới lẻn từ trong thánh cảnh đi ra, đã trực tiếp tới làm chuyện này, nên không biết trong thiên hạ đã xảy ra chuyện gì. Trần An nói, người suy nghĩ nhiều rồi, nước tề đã diệt vong và bị nước tấn thâu tóm. Thiên hỏa giáo đã đầu hàng và cống hiến cho nước tấn. Ô thường còn cần bọn họ giành chính quyền giúp đấy. Cái gì, côn lâm thụ vô cùng kinh ngạc, cảm giác khó có thể tin nổi thiên hỏa giáo đầu hàng hà. Nghiêu hữu đạo, sau này người tự nhiên sẽ biết tình hình cụ thể bây giờ ô thường không có tâm tư gây sự với thiên hỏa giáo cho dù muốn tìm cũng phải xem gã ta có cơ hội đó hay không đã chờ gã ta có thể tránh được một kiếp này rồi hãy nói đám người nguyên tòng không hiểu nghe ý này hình như hắn lại muốn ra tay với ô thường chỉ là muốn giết chết ô thường có thể dễ như vậy sao ô thường làm sao có thể lại để đao của viên cương chém được khi tám thánh liên thủ cũng khó giải quyết được gã ta chỉ dựa vào bọn họ liên thủ có thể làm được sao bọn họ có thể tiêu diệt lam đạo lâm và đốc vô hư cũng là nhờ ô thường giúp đỡ bằng không căn bản không thể liên tiếp thuận lợi như vậy đừng nói liên thủ đánh không thắng cho dù có cơ hội đánh thắng ô thường cũng sẽ không ngồi chờ chết dựa vào thực lực của ô thường bọn họ liên thủ cũng không ngăn cản được chẳng lẽ là nhờ nàng ánh mắt mọi người lần lượt nhìn chằm chằm về phía ngân nhi còn đang yên tâm ăn phát hiện vị này tâm tư khá lớn trước mắt người chết trước mắt thi thể vẫn có thể ăn uống mà không chịu ảnh hưởng gì trong lòng vân cơ có chút tính toán bởi vậy nhìn ra được người này suy nghĩ nhiều rồi muốn dựa vào ngân nhi chỉ sợ sau khi thánh la sát này thật sự hiện thân còn không biết là đánh ô thường hay là giúp ô thường nữa đến lúc đó đừng dọa cho mọi người luống cuống tay chân mới tốt nhưng nha đầu kia cũng có thể hù dọa được ô thường không biết tình hình thực tế khiến ô thường có chút kiêng kỵ bản thân không dám vọng động nàng biết nếu không phải vạn bất đắc dĩ Nghiêu hiếu đạo căn bản không dám để cho Ngân Nhi yêu ma hóa hiện rõ chân thân thánh la sát, người ăn hàng này chính là thanh kiếm hai lưỡi, quá nguy hiểm. Yêu ma lính, trong ma cung, Phùng Quan Nhi đang cầm một cái hộp đã bị khóa và đặt ở trước mặt Nam Thiên Vô Phương đang ngồi ngay ngắn sau bàn, sau đó lùi lại hai bước. chương 2286, biến cố lớn bắt đầu, hai. Nam Thiên Vô Phương ngước mắt nhìn nàng, không hiểu nói, như vậy là có ý gì phùng quan nhi nói đây là đồ triệu tiên sinh cho ta trước khi bế quan muốn ta giao cho tả sứ vào ngày hôm nay nam thiên vô phương nghi ngờ ở trong này có thứ gì phùng quan nhi lắc đầu ta không biết triệu tiên sinh nói sau khi tả sứ mở ra xem sẽ hiểu rõ sau khi nam thiên vô phương kiểm qua cái hộp liền trực tiếp thi pháp mở khóa phát hiện bên trong chỉ có một lá thư nam thiên vô phương nhặt lá thư ra xem vẻ mặt bắt đầu thay đổi rõ rệt đợi đến khi xem xong cả lá thư vẻ mặt ông ta trở nên rất khó coi và rời đi, bỏ lại Phùng Quan Nhi ở đó. Phùng Quan Nhi ngạc nhiên quay đầu, cũng không biết làm sao. Nam Thiên vô phương vội vàng chạy tới phía sau núi, nơi Triệu Hùng ca đang bế quan và đẩy cửa đá ra, đi vào hô to, Triệu Hùng ca, Triệu Hùng ca, người lăn ra đây cho ta. Không ai trả lời, trong động phủ bế quan nào còn bóng dáng người nào chứ. Ông ta giơ lá thư trong tay lên và liếc mắt nhìn, sắc mặt tái xanh, trong thư nói là sự thật. Triệu Hùng ca căn bản sẽ không bế quan gì mà đã đi rồi. Cẩu vật, cuối cùng lại lén làm chuyện lớn như vậy ở sau lưng lão tử, đúng là kẻ vong ơn phụ nghĩa không quen nuôi dưỡng, ngay cả ta mà cũng đề phòng. Trước đó còn không nói tiếng nào, Nam Thiên vô phương mắng một hồi nhưng không dám chậm chế nữa, tình hình trong thư nói đã vô cùng khẩn cấp rồi. Đợi ông ta quay về ma cung chuẩn bị, nội bộ ma giáo có thể nói là đại loạn, tự giết lẫn nhau. Nói như vậy có lẽ hơi quá lời, nhưng thoạt nhìn bọn họ thật sự đang tự giết lẫn nhau. Nam Thiên vô phương dẫn đầu trên dưới ma giáo quét sạch gian tế bên trong, đồng thời tiêu diệt người của thiên ma thánh địa được phái tới đóng ở đây, làm vậy có thể nói là chính thức tạo phản. Nội gian có thể tiêu diệt sạch sẽ hay không, bản ta han Nam Thiên vô phương cũng không biết, chắc chắn không có cách nào loại bỏ được tất cả, dù sao ma giáo là đất do ô thường để lại, không cho phiếu miểu các nhúng tay, không có cách nào bắt được danh sách diệt trừ nội gian giống như các phái làm lần trước, chỉ có thiên ma thánh điện nắm giữ thiết lập trong nội bộ ma giáo, không nằm trong lòng bàn tay của phiếu miểu các. Nhưng từ lâu đều nắm giữ một quy tắc siết sạch không chừa một tên. Ma cung vừa loạn, tất cả yêu ma lính, chỗ trợ của giới tu hành cũng rối loạn. Sau biến cố lớn, Nam Thiên vô phương đứng ở đỉnh ma cung nhìn ra xa, vẻ mặt xúc động, mình nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Tiếp theo, ma giáo tính chia thành từng tốt và nhanh chóng rút lui khỏi đây, bằng không ô thường rất có khả năng sẽ đánh tới mà ông ta lại muốn chạy tới nơi hẹn gặp, chờ đợi triệu hùng ca phái người tới tiếp ứng. Trước mắt được giải thoát rồi, nhưng những gì phải đối mặt sau đó lại khiến ông ta cảm ta ha si lo lắng không yên. Sắp gặp được người kia sao? Tới lúc đó sẽ phải đối mặt như thế nào? Ông ta không dám đối mặt. Thành phủ Nam Châu, viên phương mặc tăng bảo giống như hung thần ác sát, đạp mở một cửa viện giống như phát ra tín hiệu tấn công. Phía sau một đám tu sĩ của Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn và Phù Vân Tông nhảy vào. Trong viện có mấy người nhảy ra lập tức bị người mai phục xung quanh chặn lại. Có người bị đánh ngã xuống đất, Viên Phương cầm giới đao trong tay xông lên chém. Bên trong cả thành phủ Nam Châu, lấy biệt viện Mao Lưu làm trung tâm tản ra bốn phía gần như đang đồng thời phát sinh chuyện tương tự. Một lần hành động quét sạch do Viên Phương chủ trì đã loại bỏ tai mắt ô thường thiết lập ở xung quanh. Hai đám người Đoạn Hổ và Ngô Tam và người của biệt viện Mao Lưu đều dẫn đầu đội của mình tới phối hợp. Vẫn có các tu sĩ của tám đường đi tới các nơi ngoài thành truy sát những người bình thường chặn đường mật thư của biệt viện mao lư một lần hành động cũng không phải đều thuận lợi vẫn có con cá đặc biệt lọt lưới nói chung sau đó viên phương đã vội vàng dẫn một đám hòa thượng hóa trang bỏ chạy chẳng biết mẹ con lam nhược đình và phượng nhược nam đã chạy từ lúc nào cũng không ai biết đã đi đâu một ít nhân viên quan trọng trong thành đều được lam nhược đình căn thời gian khẩn cấp điều đi phân phát mật thư trưởng môn người đang nói đùa sao bên trong đại điện nghị sự của vạn thú môn nghe được lời nói kinh người của tây hải đường có trưởng lão chấn động đặt câu hỏi. Tây Hải Đường không nói nhiều mà đi nhanh ra khỏi đại điện nghị sự, đợi tất cả trưởng lão đi ra, một mình ông ta phóng lên cao, có thể nói là sông thẳng lên trời, cho thấy tu vi thực lực của kỳ nguyên anh. Đợi cho tới khi ông ta từ trên cao hạ xuống trước mặt mọi người, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Tây Hải Đường với gương mặt không cảm xúc nói, các vị, chín thánh không suy sụp thì vạn thú môn vĩnh viễn như lợn như chó, tất cả những gì ta làm cũng chỉ vì vạn thú môn. Bây giờ ta đã bị lộ, nếu không phải bất đắc dĩ ta cũng sẽ không vạch trần chuyện này các vị chúng ta đã không còn sự lựa chọn rất nhanh tất cả người của vạn thú môn được điều động nhân viên đóng ở đây đại khai sát giới nhằm vào phiếu miều các sau hành động tất cả người của vạn thú môn đều vội vàng chia nhóm và rời đi gần như đồng thời linh tông thiên hành tông cũng phát sinh hành động quét sạch nhân viên nhằm vào phiếu miều các sau đó tất cả chia nhau ra là lẩn trốn từ kim động trưởng môn cung lâm sách cũng phân tán toàn bộ trên dưới của phái bỏ trốn. Bên bờ biển của Dược Cốc, ba sư đồ còn có có nhan bảo như và quách mạn đã thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Khi sắp đạp sóng rời đi, quỷ y Hắc Ly vẫn không nhịn được mà dừng lại nhìn cả Dược Cốc, khẽ thở dài, ta đã sống ở đây hơn nửa đời người, không biết có còn trở về được nữa không. Nhan bảo như nói, giữ lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Tiên sinh, chúng ta đi thôi, bây giờ đã bị lộ rồi, nếu còn chậm nữa, chờ tới lúc ô thường tới thì không ai trong chúng ta có thể thoát được đâu. Ba sư đồ lạnh lùng nhìn nàng, còn cả quách mạn cũng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Nhàn bảo như liếc mắt nhìn nàng lại có kích động muốn thò tay bóp chết nữ nhân này. Ý định này rõ ràng là do nàng nhắn nhủ, kết quả người ác lại do mình làm. Cuối cùng nàng còn làm ra vẻ mình là người vô tội bị hại. Hắc ly thở dài và nâng ống tay áo lên, dẫn đầu cả nhóm đạp sóng rời đi. Bên ngoài Tây Bình Quan, tiền tuyến của quân Yến, Bên ngoài lều trung quân, quản Phương Nghi vừa đi tới vừa hết nhìn đông tới nhìn tây. Bảo vệ ở cửa không ngăn cản nàng mà để cho nàng tiến vào trong. Đây cũng là giấy phép đặc biệt của Thương Triều Tông, quản Phương Nghi ra vào lều trung quân không cần thông báo, bảo vệ cửa chỉ hô to quản đương ra tới. Bên trong lều, Thương Triều Tông đang bàn bạc với các tướng trước địa đồ. Những ngày qua bọn họ không ngừng cùng các tướng nhiều lần suy đoán ra khả năng phát sinh tình hình chiến đấu, ứng phó và phối hợp với bất kỳ âm mưu nào nghe bên ngoài có tiếng động đám người thương triều tông quay đầu nhìn thấy quản phương nghi gật đầu cười bọn họ vẫn sống chung một chỗ cũng không cần thiết khách sáo hành lễ mỗi khi gặp quản phương nghi liếc mắt nhìn các tướng ở đây và nhìn về phía hắn gật đầu ra hiệu nói chuyện riêng một chút thương triều tông nghi ngờ nhưng vẫn từ trước địa đồ đi tới quản phương nghi dùng quà tròn che miệng ghé vào lỗ tai hắn nói thầm một lúc rồi tiếp tục thong thả phe phải quà tròn một cách tự nhiên thương triều tông vẫn nghi hoặc nhìn nàng nhưng vẫn làm theo ông ta nhìn mọi người và phất tay nói các ngươi đi ra ngoài trước đi. Truyền lệnh xuống, không được bản vương cho phép thì trong vòng 10 trượng ngoài lều lớn không được có bất kỳ kẻ nào tới gần. Vâng, các tướng nhận lệnh ra ngoài, chương 2287, có bẫy, ở đây tự nhiên có bẫy. Thương Triều Tông vẫy vẫy tay với là đại an phái sau mông Sơn Minh, ra hiệu cũng ra ngoài. Cuối cùng bên trong lều chỉ còn lại ba người Thương Triều Tông và mông Sơn Minh, quản phương nghi đợi cho trong vòng 10 trượng ngoài trướng bị cô lập sạch sẽ, thương chiều tông thò đầu ra ngoài trướng liếc nhìn xong mới quay lại, nghi ngờ nói, Hồng Nương, có chuyện gì cơ mật như thế? Quản phương nghi nói, ta truyền pháp chỉ của đạo gia, mời vương gia và mông soái lập tức bí mật rút lui. Bí mật rút lui, thương chiều tông ngạc nhiên, quay đầu ngơ ngác nhìn mông sơn minh. Mông sơn minh trầm ngâm nói, đại quân quy mô khổng lồ, muốn rút lui thì căn bản không có bất kỳ bí mật nào đáng nói. Quản phương nghi, mông soái suy nghĩ nhiều rồi, ta nói là hai người vương gia và mông soái bí mật rút lui khỏi. Thương Triều Tông kinh ngạc, vì sao? Bây giờ đại chiến sắp diễn ra, nếu như vào lúc này chủ soái rút lui thì chỉ sợ sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Quản Phương Nghi bước đi thong thả ở giữa hai người, than thở, không đi mới có thể thật sự xảy ra nhiễu loạn lớn, chỉ sợ vương gia và mông soái sẽ khó giữ được tính mạng. Đạo gia giả vờ liên thủ với ô thường để đối phó với Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Lúc này, đạo gia chắc hẳn đã dẫn người sông lên khí vân tông. Có thể thuận lợi hay không thì ta không biết, nhưng ô thường sẽ nhanh chóng phản ứng được, biết mình chúng phải kế của đạo gia. Chỉ sợ ô thường tình mộ lại sẽ lập tức tự mình lao tới đây, phá hủy chỉ huy quân yến. Thử hỏi nơi đây ai có thể ngăn cản được ô thường. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh vô cùng kinh ngạc, đạo gia lại dám liên thủ với ô thường, đây không phải là bảo hộ lột ra sao. Đạo gia lại còn dẫn người đánh đến khí vân tông đường đường là thiên ma thánh tôn cuối cùng lại bỏ xuống thân phận cao quý mà đi đối phó với hai người bọn họ sao quả thực khó có thể tin nổi mông sơn minh trầm giọng nói hồng nương chuyện này không thể coi thường được có thể báo cho biết tình hình cụ thể xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không như vậy chúng ta cũng tiện sắp xếp cho đại quân nhiều người và huynh đệ như vậy chúng ta không có khả năng vứt bỏ không để ý tới quản phương nghi đạo gia nói đại quân có thể ngang nhiên rút lui về phần ứng phó thế nào để ô thường không uy hiếp của các ngươi bố trí thế nào để đại quân rút lui có khả năng cố gắng hết sức giảm bớt tổn thất đạo gia tin tưởng hai vị sẽ tự mình ứng phó được việc điều động đại quân sẽ không cần hắn can thiệp về phần tình hình cụ thể mông soái ngươi không nên hỏi ta đạo gia làm việc quỷ thần khó lường ta chỉ biết đại khái còn tình hình cụ thể thì ta cũng không biết nhưng đây là phân phó của đạo gia không quan tâm hắn xông lên khí vân tông có thể thuận lợi hay không đều phải bảo các ngươi đi tránh né trước Vương gia và mông soái chỉ cần tránh né chờ yên tĩnh, khi quay về đao gia sẽ dẫn người chạy tới tập hợp cùng vương gia. Đến lúc đó đạo gia sẽ tự mình đi đối phó với ô thường. Về phần những chuyện khác thì không nên hỏi nhiều. Nói chung lần này đạo gia đã là quyết đấu trực diện với ô thường, đã là đao trắng tiến đao đỏ ra, đến mức độ ngươi chết ta sống rồi. Hai bên trung quy sẽ phải có một bên ngã xuống một bên khác mới có thể đồng ý dừng tay, cho nên hai người vẫn mau chóng chấp hành, không thể chậm trễ. Ta đã chuẩn bị xong chỗ ẩn thân cho hai vị rồi. Những điều này thật sự là do Ngưu Hữu Đạo căn dặn, đây là chuẩn bị không làm không được của Ngưu Hữu Đạo trước đó. Bắt đầu từ giây phút dẫn người chạy tới Khí Vân Tông, Ngưu Hữu Đạo lại biết rất rõ ràng, lần đi không quan tâm có thể thuận lợi hay không, ô thường đều sẽ tiến thêm một bước áp dụng thủ đoạn, cho nên một vài nhân viên quan trọng và một ít người bị lộ đều phải rút lui để tạm tránh đầu mũi nhọn. Nàng đã nói đến mức như vậy, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh còn có thể nói gì nữa? Thương Triều Tông bước nhanh đi tới trước địa đồ và chỉ mấy địa điểm, bàn bạc cùng Mông Sơn Minh một lúc, sau đó lại triệu tập lập tức các tướng nghị sự. Nói là nghị sự, còn không bằng nói là truyền ra mệnh lệnh toàn quân rút lui. Lui lại, các tướng ồ lên không hiểu, chẳng biết tại sao phải lui lại. Thương Triều Tông bảo bọn họ không cần nói nhiều, chỉ cần chấp hành là được. Phương thức lui lại cũng là áp dụng chia ra thành từng nhóm, chỉ có điều nhiều người như vậy tách ra cũng không phải quy mô bình thường, điều động lên tới con số hàng vạn. Ông cũng yêu cầu chủ tướng các bộ nghĩ cách che giấu tung tích, sau khi phân tán đại quân lần lượt chạy tới mấy địa điểm tập kết. Nói chung Thương Triều Tông sẽ tạm thời ngừng liên hệ của bọn họ, mấy địa điểm này chính là nơi Thương Triều Tông sẽ liên hệ với bọn họ sau này. Còn cần che giấu tung tích nữa sao? Các tướng ý thức được chuyện này không đơn giản, đợi sau khi các tướng tản đi bố trí, các tu sĩ Tử Kim Động, Linh Kiếm Sơn và Tiêu Diêu Cung đi theo quân đều bị kinh động, bây giờ rút lui sao? tất cả đều chạy đến tìm thương triều tông hỏi xem có tình huống gì xảy ra lúc này người của tử kim động theo quân còn chưa nhận được thông báo của tông môn cũng không biết tình hình có một số việc trước đó cũng không có khả năng tiết lộ tin tức được mà bên trong lều trung quân đâu còn bóng dáng của thương triều tông và mông sơn minh nữa bọn họ đã đi rồi bọn họ theo chuẩn bị của quản phương nghi trước đó mà bí mật rời đi chủ soái cũng rút lui hơn nữa còn hạ quân lệnh thì bọn họ còn có thể làm sao nữa chỉ có thể chấp hành một đội nhân mã ầm ầm chạy nhanh đến kim tước thống soái đội quân liên minh vội vàng dẫn người chạy tới trước mắt chỉ thấy quân yến để lại một vài rào cọc gỗ còn sót lại đâu còn có thể nhìn thấy một bóng người sau khi ông ta được biết quân yến chạy lại cảm thấy không có khả năng đánh chết cũng không tin dưới tình huống này quân yến có thể chạy được sao thương triều tông và mông sơn minh có bệnh hay gì vậy hơn nữa trước đó không hề có dấu hiệu nào nên ông ta cho rằng phía dưới tình báo có vấn đề hơn nữa còn là xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Chẳng lẽ giống như nước tề trước kia bị hắc thủy đài của nước tấn xâm nhập sao? Sau khi người phía dưới bị ông ta mắng cho phun máu chó, oan ức không chịu được. Nhưng hiện thực trước mắt nói cho ông ta biết, tất cả đều là sự thật, quân Yến thật sự chạy rồi. Kim tước cảm giác giống như mình đang nằm mơ, ngồi ở lưng ngựa nhìn xung quanh và tự mình lẩm bẩm, thương Triều Tông và mông sơn minh dở cho quỷ gì vậy. Tướng đi theo trầm giọng nói, đại tư mã, chẳng lẽ quân Yến muốn chúng ta liều mạng ngươi chết ta sống với quân tấn trước sao? Thối lắm, ổn định tư mã quay đầu nói, đầu óc ngươi bị chó gặm rồi sao? Địa hình như vậy, quân tấn có thể tiến quân thần tốc trực tiếp chiếm lĩnh địa bàn của nước Yến, rất nhiều đại quân phía sau có thể đi vào địa bàn của nước Yến bày ra trận thế. Tây Bình quan lại đang ở trong tay quân tấn, tiến có thể công, lui có thể thủ, còn phải dùng cách liều mạng với chúng ta sao? Quân tấn vốn đang được thế lớn, vì vậy mà nước Yến liên thủ cùng chúng ta, Thương Triều tông cũng không phải là heo, làm sao có thể ngồi xem quân tấn lần lượt bị đánh bại chứ. Ông ta quay đầu lại nhìn lướt qua hiện trường còn sót lại, trên mặt lộ vẻ giữ tợn nói: "Có vấn đề, nhất định là có vấn đề, lập tức phái người đi tìm hiểu, nghĩ cách làm rõ tình hình cho ta." "Vâng." Một tướng nhận lệnh phóng ngựa rời đi. Kim Tước lại chậm chạp không chịu đi, nhìn về hướng quân yến rút lui và dường như lẩm bẩm nói với chính mình: "Lão thất phu Mông Sơn Minh, chúng ta là liên quân." người chơi như vậy mà không đánh tiếng nào thì khó tránh khỏi hơi quá đáng rồi. Tây Bình Quan, Cao Phẩm đứng phát dậy và trợn tròn mắt nhìn cái gì? Quân Yến rút lui à? Trường 2288, lại gặp mật điệp một. Doãn trừ gật đầu nói, đúng, rút lui rồi. Theo thám tử báo, hơn nữa còn rút lui rất vội vàng. Cao phẩm vung tay lên, không thể như vậy được. Doãn trừ, đại soái điều này là thật trăm phần trăm, mà tướng vừa đi tới tuyến đầu nhìn rồi cao phẩm nhanh chóng vòng qua bàn dài và vội vàng rời đi có thể nói là một đường chạy chậm lao thẳng đến trên quan ải từ trên cao nhìn lại quả nhiên thấy quân yến trong phạm vi tầm nhìn đã rút lui mông sơn minh dở trò quỷ gì vậy cao phẩm nói thầm thiếu chút nữa bứt đứt râu mép của mình bên này đang muốn phát động tấn công quân yến đột nhiên chơi như thế khiến hắn ta có chút nghi ngờ cuộc đời doãn trừ thử hỏi đại soái còn muốn tiếp tục tấn công hay không xem ảnh một cao phẩm quay đầu phẫn nộ mắng, ngươi là ốc heo sao? Ngươi là heo, mông sơn minh cũng là heo sao? Mông sơn minh là ai? Lợi ích của hắn dễ chiếm như vậy sao? Có bẫy, điều này tất nhiên có bẫy rồi. truyền lệnh xuống, tạm dừng chuẩn bị tấn công, tạm thời lệnh cho thám tử tìm hiểu rõ tình hình lại nói sau. Huyện Thương Ngô, nhóm người Nhiêu Hữu Đạo vội vàng chạy tới thì trời đã khuya. Bảo vệ ở cửa sơn trang ngăn cản, Nhiêu Hữu Đạo báo ra một ám hiệu thì quản gia mới thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc đã tới rồi, ông ta vội vàng đón bọn họ tiến vào trong, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Nghiêu Hữu đạo vừa đi vừa hỏi, quản gia không biết người tới là những ai, nhưng biết trong đó nhất định có hành động bí mật gì, nên đứng bên cạnh liên tục gật đầu nói, đều chuẩn bị xong rồi. Ông ta dẫn nhóm người vào bên trong một tòa viện, 500 cái dương, có vài cái còn mang theo mùi dầu được đặt thật chỉnh tề, rất dễ dàng kiểm kê. Quản gia giới thiệu, ngựa và nhân thủ vận chuyển đều đang ở bên trong huyện thành, lấy danh nghĩa vận chuyển quân nhu để chờ lệnh như hữu đạo người bên trong sơn trang đều ở đây sao quản gia gật đầu đúng là đều đang ở đây ngươi dẫn bọn họ đi như hữu đạo nói với đám người nguyên tòng các ngươi đi cùng quản gia đem trông coi để tất cả người nơi đây tập hợp lại mở nắp tất cả các xương trước khi ta quay về không được để lộ bất kỳ tin tức nào hắn lại chỉ vào viên cương và vân cơ hai người các ngươi đi theo ta đám người nguyên tòng không biết hắn đang làm gì nhưng vẫn đi theo quản gia rời đi. Nghiêu hữu đạo lại dẫn theo ba người bao gồm cả Ngân Nhi rời đi. Ngân Nhi không ăn, đồ trên người đều đã ăn sạch rồi nên có chút ẩm ý, Nghiêu hữu đạo kéo cánh tay nàng, không thể để nàng tùy ý được. Sau khi vào trong núi, đến vị trí, Nghiêu hữu đạo ra hiệu cho vân cơ lập tức dẫn người chui xuống đất. Trong quá trình chui xuống, viên cương hỏi tiếng, người làm vậy là có ý gì? Vì mạch nước ngầm kia sao? hắn ta đại khái muốn biết đi đâu. Nghiêu hữu đạo, dẫn người đi mở mang tầm mắt, hắn tạm thời sẽ không dẫn những người khác tới nơi này, lúc này xảy ra chút bất ngờ thì có thể khiến tất cả thất bại trong gang tắc. Mở mang tầm mắt, viên cương không biết ở đây thì có thể mở mang được tầm mắt gì. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã tới dòng sông ngầm dưới đất, có thể nghe được tiếng nước chảy, còn có tiếng thác nước phía xa truyền đến. Tiếp theo truyền đến tiếng quát của triệu hùng ca, người nào. Nghiêu hữu đạo ta, trong bóng tối sáng lên, bên phía triệu hùng ca thảo nguyệt điệp chiếu sáng trong góc phòng sau lưng hắn có hai nữ tử ngồi dựa vào tường đó chính là thương thục thanh và lữ vô song nguyệt điệp bay đến trước mặt mấy người như hữu đạo soi và xác nhận không sai triệu hùng ca mới giống như chút được gánh nặng trong khoảng thời gian chờ đợi này y thật sự rất sốt ruột nhìn thấy viên cương trở về trong lòng lữ vô song mới thấy nhẹ nhõm nàng cùng thương thục thanh đứng lên nhìn thấy như hữu đạo an toàn trở về mười ngón tay thương thục thanh nắm lại trong lòng tự nhiên thấy mừng rỡ. May mắn là chuyện không may mà Nghiêu Hữu Đạo nói đã không xảy ra. Thanh Thanh, vừa thấy thương Thục Thanh, Ngân Nhi bỏ lại Nghiêu Hữu Đạo và chạy đến trước mặt nàng, nắm lấy tay áo của nàng nói với vẻ tuổi thân, Thanh Thanh, đói. Nghiêu Hữu Đạo không nhịn được mà trợn mắt khinh thường, mới bao lâu chứ, tối đa cũng chỉ hai canh giờ, trước đó ăn không ngừng, giờ đã đói rồi sao, rõ ràng là ăn quen mồm thôi. Thương Thục Thanh cũng không biết nàng không ăn bao lâu, vội vàng xoay người nhấc túi sách dưới đất lên và lấy ra lương khô chuẩn bị trước đây rồi ngồi xuống đút cho ngân nhi giống như chăm sóc cho đứa trẻ vậy ngân nhi lập tức hài lòng cười tiếp theo nhét vào trong miệng nghiêu hữu đạo đi tới trước mặt ba người và nhìn xung quanh một lượt hỏi không có gì khác thường chứ triệu hùng ca không y cũng nhìn quanh ở đây hình như vĩnh viễn đều vậy y lại quan sát bọn họ xác nhận không có người nào bị thương mới hỏi tình hình thế nào nghiêu hữu đạo có chút nguy hiểm nhưng không sao đã giải quyết được Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Triệu Hùng ca nghe vậy thì tâm tình kích động, Lữ Vô Song nghe rõ lại vẫn không nhịn được hỏi, bọn họ đã chết à? Nghiêu Hữu Đạo nhìn về phía nàng, kết quả giống như nguyên sắc vậy, đều bị nam nhân của nàng dùng một đao chém chết. Triệu Hùng ca, Lữ Vô Song, Thương Thục Thanh đều nhìn về phía viên cương, nhưng hắn ta không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng Thương Thục Thanh cũng rất chấn động, nàng biết những người này ra ngoài làm chuyện lớn, giết hai vị thánh tôn, nhưng không biết phải đánh giá thế nào nàng cảm thấy mình đối mặt với loại chuyện này không quan tâm nói thế nào đều có vẻ ấu trĩ triệu hùng ca xem ra chuyện ngươi dặn trước đó không cần phiền tới chúng ta nữa rồi chuyện quá phức tạp ta làm không được nghiêu hữu đạo chuyện đơn giản có lẽ mới là chuyện khó khăn nhất ví dụ như ngươi vì một bí mật mà kiên trì nhiều năm như vậy đổi lại thành ta sẽ làm không được triệu hùng ca ngươi sẽ dùng cách khác để giải quyết nghiêu hữu đạo cười và đi lướt qua người hắn ta tới bên cạnh ngân nhi Ngân Nhi nhai thức ăn trong miệng và ngước mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhiên thấy cảnh giác. Nhưng Nhiêu Hữu Đạo vẫn ra tay, làm cho nàng ngất đi, trong miệng nàng vẫn ngậm đồ. Hắn thuận lợi kéo nàng đi và quay đầu ra hiệu. Vân cơ hiểu ý, lúc này thì Pháp ở trên vách đá và mở ra một cái động. Nhiêu Hữu Đạo nhét Ngân Nhi vào bên trong động rồi quay đầu nhìn về phía Lữ Vô Song. Lữ Vô Song ý thức được hắn muốn nhét nàng vào thì vội nói, người muốn đi ra phía sau thác nước sao. Ta cũng muốn xem thử đó là phong ấn gì, Nghiêu hữu đạo thoáng im lặng, cuối cùng vẫn chui ra khỏi động và nghiêng đầu ra hiệu. Lúc này vân cơ thi pháp phong tỏa động, để lại lỗ thông khí cho Ngân Nhi đang mê man ở trong đó. Đi, nghiêu hữu đạo đánh tiếng và đi trước, vân cơ kéo cánh tay thương thục thanh, nhanh chóng bước tới. Triệu hùng ca vội vàng đuổi theo, viên cương chạy được vài bước thì dừng lại và quay đầu nhìn, chỉ thấy lữ vô song tập tễnh rời đi, căn bản không theo kịp tốc độ của mọi người. Bây giờ tu vi toàn thân của lữ vô song đã mất sạch, không phải là vô song thánh tôn có thể ngang dọc trời cao viên cương dừng lại chờ lữ vô song đến trước mặt hắn ta và ngước mắt nhìn hai người nhìn nhau một lát triệu hùng ca giơ tay lên cởi đao lớn trên lưng xuống và xoay người quay lưng về phía nàng sau đó ngồi xổm xuống lữ vô song cắn môi rồi đi tới nằm sấp ở phía sau lưng của hắn ta hai cánh tay vòng qua cổ hắn ta hai cánh tay viên cương ôm lấy chân của nàng sau đó hắn ta đứng dậy cong nàng nhanh chóng bước vào trong bóng tối, đuổi theo ánh sáng trước mặt. Mặt nước hơi dao động, mực nước chênh lệch cực lớn tạo thành tiếng nổ vang, khiến người ta có cảm giác đinh tai nhức óc. Thương Thục Thanh ngước mắt nhìn cảnh tượng tráng lệ của thế giới dưới lòng đất. Nghiêu Hữu Đạo chỉ về phía thác nước và nói với Triệu Hùng Ca, phía sau có măng đá cắm rễ ở trên tường, người rút ra, phía sau chính là lối vào. Trường 2289, lại gặp mật địa 2. Triệu Hùng ca khẽ gật đầu và lao vào trong thác nước chảy xiết tìm kiếm một lát ở phía sau thác nước, cuối cùng cũng tìm được măng đá cắm ở trên vách đá. Hai tay y thi pháp, ông một tiếng rút ra và bay ra ngoài thác nước, di chuyển lên trên không trung rồi nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Mang đá này đã không cần dùng tới nữa, Ngưu Hữu Đạo chỉ vào trong đầm nước cuồn cuộn phía dưới. Triệu Hùng ca hiểu ý, lúc này buông tay ra, mang đá ầm ầm rơi xuống bên trong đầm nước. Đi, Ngưu Hữu Đạo hô một tiếng, bản thân dẫn đầu rời đi, chui vào bên trong thác nước. Vân cơ ôm lấy vòng eo của thương thục thanh và phi thân lên, dùng cương khí hộ thể che chở cho hai người xông qua thác nước và bước vào cửa động phía sau thác nước. Viên cương cóng lữ vô song ngẩng đầu nhìn và đang cân nhắc có nên dùng lực lao tới hay không, triệu hùng ca di chuyển trên không trung liếc mắt nhìn thấy liền, lắc mình lao đến, nắm lấy cánh tay của hắn ta và dẫn theo hai người cùng bay lên, thoáng cái sông vào bên trong động phía sau thác nước. Nghiêu Hữu đạo quay đầu liếc nhìn, thấy tất cả đều tới thì cũng thảo nguyệt điệp ra, đi phía trước dẫn đường mặt đất trơn trượt, nhưng không tạo được ảnh hưởng gì đối với chuyến đi này. Bọn họ chưa từng tới nơi này kiểm tra, nhưng có thể nhìn ra được có dấu vết do con người làm. Rất nhanh đã thấy xuất hiện từng bậc thang có thể đi lại bình thường, càng đi sâu vào trong lại càng thấy yên tĩnh. Không bao lâu, phía trước lại có tiếng ầm ầm truyền đến. Đợi đi tới lại một nơi sâu hơn mặt biển rất lớn, mượn nguyệt điệp chiếu sáng, tất cả phát hiện mình giống như ở dưới vực sâu vạn trượt, hai đường trái và phải có thác nước như từ Minh Hà đổ xuống. Thương Thục Thanh ngước mắt nhìn kỳ quan thế gian giống như phủ quỷ thần thông. Như hữu đạo đã bước qua cầu gãy và đi tới đối diện cửa động. Nàng cũng bị vân cơ dẫn qua theo. Triệu Hùng ca đang muốn phụ một tay, lại thấy viên cương chạy nhanh tới, trực tiếp cóng lữ vô song vượt qua vực sâu, rơi xuống đất và chạy vào đối diện cửa động. Triệu Hùng ca quay lại liếc nhìn lối về tối tăm, sau đó cũng lao qua. Càng đi xuống, phát hiện ra Thương Thục Thanh có phần khác thường, cảm giác được rõ ràng nàng đang run lẩy bẩy. Vân cơ biết âm khí ở đây thẩm thấu ra làm cho nàng chịu không nổi, lúc này thì pháp phòng hộ cho nàng. Thật ra lúc trước, thương thục thanh cũng cảm giác lạnh, chỉ là nàng không muốn mang đến phiền phức cho người khác. Từ khi còn nhỏ, nàng đã là một người không muốn gây thêm phiền phức cho người ta, cho nên vẫn cố nhịn, nhưng bây giờ đã không thể khống chế được bản thân, thật sự không chịu được nữa. Một hơi nóng đưa vào xua tan hơi lạnh trong cơ thể, thương thục thanh khẽ nói là thanh nhi ta tăng thêm gánh nặng rồi, cảm ơn vân quản lý trong lời nói đầy vẻ bất an và xấu hổ còn thỉnh thoảng liếc nhìn như hữu đạo đi phía trước và phát giác mình đúng là một kẻ vô dụng quận chúa khách sáo rồi vân cơ cười nghĩ thầm ở đây ai gặp chuyện không may cũng không đến lượt ngươi tới đây ngươi mới là người quan trọng nhất cho tới bây giờ nàng ta tự nhiên đã đoán được thương thục thanh mới là mấu chốt để mở ra phong ấn này bằng không sẽ không có khả năng đưa thương thục thanh tới đây lúc trước khi để lại ngân nhi như hữu đạo thậm chí muốn để lại lữ vô song cũng không quên mang theo người này thì có thể tưởng tượng được bên trong ắt phải có nguyên nhân gì đó. Nàng ta quay đầu lướt nhìn, lo lắng Lữ Vô Song không chịu được, kết quả phát hiện Lữ Vô Song được viên cương cõng trên thân rất thoải mái, vẻ mặt tự nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây. Điều này rõ ràng không bình thường, nàng ta không khỏi dùng pháp nhãn nhìn kỹ, chỉ thấy cơ thể viên cương hình như bị hoàn cảnh nơi đây kích phát, huyết khí tràn đầy, lại có mùi bách tà bất xâm, sức sống mạnh mẽ khiến những âm khí bồng bềnh không có cách nào tới gần lữ vô song ở trên lưng của viên cương cũng được che chở phân cơ âm thầm thán phục phát hiện thân thể này của viên cương đã vượt qua tình trạng bình thường nếu không còn chuyện gì nữa nàng ta cũng sẽ không quản tiếp tục che chở cho thương thục thanh đi về phía trước lữ vô song thật sự không có việc gì cảm giác như mình nằm ở trên một tấm thảm ấm áp dễ chịu rất thoải mái được ngắm phong cảnh còn không cần bước đi đúng là vô cùng tự tại đợi đến khi không còn nghe được tiếng thác nước phía sau nhiệt độ càng thấp hơn ngay cả nguyệt điệp cũng chịu không nổi như hữu đạo thu nguyệt điệp lại trong tay cầm dạ minh châu đi phía trước dẫn đường đoàn người nhanh chóng đi về phía trước cuối cùng đã tới một gian phòng đá nhìn thấy tảng đá lớn hình tròn che kín phía ngoài ánh mắt thương thục thanh quan sát đầu cửa động và lẩm bẩm một tiếng máu đảo lòng son ánh mắt nàng theo bản năng nhìn về phía Ngưu hữu đạo và nhớ tới chữ trên thanh kiếm kia mà viên cương và triệu hùng ca đều không xa lạ gì với thanh kiếm kia bọn họ cũng nhìn về Ngưu hữu đạo như hữu đạo xoay người đi vài bước đến trước mặt thương thục thanh và cười nói với nàng quận chúa cô có ấn tượng gì với mấy chữ này không thương thục thanh gật đầu chỗ gần chuôi của thanh bội kiếm do đông quách tiên sinh đưa cho phụ vương có bốn chữ này như hữu đạo giơ tay lên chỉ vào giữa kiếm quận chúa còn nhớ rõ chuyện lần trước nhắc tới thanh kiếm này không thương thục thanh nói nhớ như hữu đạo chính là lần trước quận chúa nhắc nhở làm cho ta nghĩ đến thanh kiếm này làm cho ta tìm đến nơi này ở đây chính là nơi do lão đầu Đông Quách và phụ vương của cô bí mật tạo ra khi còn sống. Khi Ninh Vương còn sống đã nhắc với cô về thanh kiếm này, dụng ý lại ở chỗ này. Thương Thục Thanh kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc không hiểu, không biết phụ vương khi còn sống tạo ra nơi bí mật này có ích lợi gì. Ánh mắt Lữ Vô Song lộ ra sự nghi ngờ, cảm giác mình nghe không hiểu, dù nàng có kiến thức rộng rãi, cũng có cảm giác như nghe thiên thư. Như Hữu Đạo tiếp tục nói, quận chúa có phải cảm giác không thoải mái không? thương thục thanh nhìn bốn phía xung quanh và thử trả lời âm khí nơi này hình như rất nặng rất lạnh nếu không có quản lý vân bảo vệ thanh nhi không chịu nổi triệu hùng ca bỗng nhiên chen vào một cậu hắn không phải nói hoàn cảnh nơi đây mà là trong cơ thể quận chúa có cảm nhận được sự khác thường gì không thương thục thanh theo bản năng giơ tay lên ngón tay chạm đến mặt mình không nói thì không để ý lúc này nàng cảm giác gương mặt xấu mặt của mình có chút không thích hợp có thể mình quá kiểu cách chăng nhưng dưới ánh mắt khích lệ của ngưu hữu đạo nàng dè dặt trả lời, Thanh Nhi không biết chuyện gì xảy ra, càng tới gần nơi đây, trên mặt càng nóng. Thanh Nhi cảm giác trên mặt có hơi nóng, hơi sưng. Đạo ra, điều này có tính là khác thường không? Như Hữu Đạo cùng Triệu Hùng ca nhìn nhau, bọn họ đều là người xem qua ma điển nên biết chuyện. Như Hữu Đạo cười, vậy là được rồi. Phía sau cửa đá có tập trung âm trận, sẽ có chút ảnh hưởng với cơ thể của quận chúa. Quận chúa, năm đó ninh vương đã để lại cách hóa giải vết ban trên mặt cô ở phía sau tảng đá bịt nơi này ngày hôm nay có thể làm cho mặt của cô khôi phục lại bình thường cô có vui không những người khác hoặc có thể nghe hiểu hoặc kinh ngạc nghi ngờ tất cả đều nhìn chằm chằm về phía thương thục thanh thương thục thanh lại giơ tay lên đầu ngón tay đụng vào gò má nàng dĩ nhiên là vui mừng rồi không có nữ nhân nào không thích đẹp chỉ là nàng cảm thấy hơi khó tin vết ban trên mặt đã làm bạn nhiều năm thật sự có thể hóa giải sao Nghiêu hữu đạo, đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là trách nhiệm, chỉ sợ đây chính là nguyên nhân năm đó Ninh Vương tạo ra vết ban trên mặt nàng. Bắt đầu từ giây phút khi nàng hóa giải nó lại có nghĩa là nàng phải gánh chịu trách nhiệm do Ninh Vương để lại. Ta cũng không muốn ép nàng, cho nên ta phải nói rõ với nàng trước. Nàng có bằng lòng mở ra cánh cửa này, gánh chịu trách nhiệm kia không? Chương 2290, Vương Kỳ đại quân của phụ vương. Nói không cưỡng ép gì đó chỉ là vô nghĩa đã dẫn người tới nơi này là bắt buộc phải làm rồi, sao có thể để cho Thương Thục Thanh không đồng ý được. Đương nhiên, hắn thật sự sẽ không ép buộc, nhưng điều kiện không cưỡng ép trước tiên là hắn biết Thương Thục Thanh nhất định sẽ đồng ý, không thể từ chối. Bây giờ hắn hỏi ý kiến chỉ là muốn Thương Thục Thanh chủ động bằng lòng, nếu như khiến nàng cảm giác không tình nguyện, sợ sẽ ảnh hưởng tới chuyện sau này. Ở trong phong ấn này không có khả năng là đồ bình thường. Cũng không biết khi nắm giữ quyền to thì trong lòng nàng có thể xuất hiện biến hóa gì hay không hắn trực tiếp ra lệnh cho Thương Thục Thanh sẽ không thích hợp, sợ đưa tới tâm lý phản nghịch, nên vẫn để cho Thương Thục Thanh chủ động tình nguyện thì tốt hơn. Nghe hắn bói nghiêm trọng như vậy, trong lòng Thương Thục Thanh cảm thấy không vững tin. Từ nhỏ nàng đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ trước đến nay không phải là người nói mạnh miệng, chuyện không làm được sẽ không đồng ý linh tinh. Như Hữu Đạo vừa nói như vậy, nàng làm gì có can đảm trả lời loạn nên thử hỏi, đạo ra, phía sau tảng đá chắn cửa động này là cái gì? Như Hữu Đạo nói với lời lẽ đầy khí phách, đó là ngàn quân vạn mã do Ninh Vương để lại. Thương Thục Thanh bất đắc dĩ, cảm giác đạo gia đang nói đùa, nhưng nàng hiểu rõ đạo gia sẽ không đùa kém cỏi như vậy. Đừng nói là nàng, Lữ Vô Song cũng lộ vẻ nghi ngờ. Thương Thục Thanh thử hỏi lại, Phụ Vương để lại ngàn quân vạn mã ở đây sao? Như Hữu Đạo gật đầu, tất cả đều là thủ hạ cũ của Ninh Vương khi còn sống, là Ninh Vương để lại cho nàng khống chế. Trước khi đối phương đồng ý, hắn không muốn nói thẳng ra nơi này là 10 vạn nha tương, nếu đối phương không đáp ứng, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không để cho nàng biết. Trong lòng thương thục thanh tồn tại sự nghi ngờ, lẽ nào ở trong này còn có thể có lối đi thông tới thế ngoại đào nguyên sao? Nghĩ đến sơn thôn bí mật kia, nàng cảm thấy cũng không phải là không thể có. Đạo ra, không phải Thanh Nhi không muốn gánh chịu trách nhiệm, mà Thanh Nhi sợ hỏng việc. Thống lĩnh quân đội chiến đấu, Thanh Nhi ngay cả kiến thức nửa vời cũng không tính, nếu thật sự là người do phụ vương để lại, có phải giao cho ca ca tới mới thích hợp hơn không? Cho dù giao cho đại tẩu vương phi cũng thích hợp hơn giao cho thanh nhi. Như hiểu đạo lắc đầu, vương ra tới cũng vô dụng, hắn không khống chế được đội quân này. Ta nói rồi, đây là ninh vương để lại cho nàng, từ khi ninh vương bắt đầu trồng ban lên mặt mặt nàng đã quyết định đội quân này chỉ có thể do nàng tới khống chế. Cả thiên hạ, ngoại trừ quận chúa thì không có người thứ hai có thể khống chế được triệu hùng ca cũng nói thêm một câu cũng chỉ có quận chúa mới có thể thật sự làm cho đại quân này tỉnh lại và nghe lệnh đây tính là cách nói gì vậy trong đôi mắt sáng của thương thục thanh trợn tròn không nghĩ tới mình có thể có năng lực lớn như còn liên quan tới vết ban trên mặt mình nữa nàng không nhịn được lại giơ tay lên sờ mặt mình lữ vô song nhìn xung quanh mặc dù tu vi không còn nhưng tầm mắt nàng vẫn còn khi nghe đến đó lại thêm âm khí ở đây nàng không khỏi lên tiếng nói chẳng lẽ không phải đại quân người sống mà Ninh Vương lưu lại một âm binh sao, tính là vậy đi. Ngưu Hữu Đạo nói là âm binh à? Thương Thục Thanh ngạc nhiên nhìn cánh cửa đá này, ánh mắt dừng lại một lát ở bốn chữ máu đào lòng son, có chút thấp thỏm nói: Đạo gia, Thanh Nhi bằng lòng gánh chịu trách nhiệm, chỉ là Thanh Nhi thật sự sợ mình không hiểu chuyện sẽ làm hỏng việc. Ngưu Hữu Đạo, trinh chiến trong thế tục, Vương gia và Mông Soái nắm giữ đại quân nước Yến thì chưa chắc đã sợ ai, không đến mức phải vận dụng đội quân này. Năm đó Ninh Vương chuẩn bị đội quân này. Hẳn là muốn nhằm vào tu sĩ. Trước đây, ta biết tới sự tồn tại ở đây, sở dĩ không dẫn theo quận chúa tới thức tỉnh bọn họ là vì không dám tùy ý để lộ, cũng chưa tới lúc dùng đến đội quân này. Bây giờ, chín thánh đã ngã xuống tám, chỉ còn lại có một mình Ô thường. Lão già này rất khó đối phó, dùng thủ đoạn bình thường thì không có tác dụng. Bây giờ thời cơ đã tới, đã đến lúc làm một lần cho xong nên phải vận dụng tới đội quân này. Ta cần quận chúa phối hợp ta cần dùng đội quân này để đi đối phó với ô thường, cần đội quân này phân thắng bại cùng ô thường. Cho nên quận chúa không cần sợ, bởi vì không phải dùng để chém giết ở trên chiến trường, nên dùng thế nào, ta sẽ ở bên cạnh chỉ điểm cho quận chúa, quận chúa không cần quá lo lắng. Đương nhiên, giao đấu với ô thường, sẽ tồn tại nguy hiểm to lớn nhất định, quận chúa có sợ không? Hắn vẫn muốn giải thích với thương thục thanh, hóa ra là như vậy, thương thục thanh hiểu rõ liền quyết đoán nói ta không sợ chỉ cần đạo gia cảm thấy được thanh nhi bằng lòng bất chấp gian nguy gánh chịu phần trách nhiệm này được quận chúa vì đại nghĩa không hổ danh là con cháu của ninh vương nghiêu hữu đạo vui mừng gật đầu và xoay người tự mình đi tới trước tảng đá lớn vân cơ kéo thương thục thanh nhường đường lui lại một chút viên cương và triệu hùng ca cũng tránh đường hai tay nghiêu hữu đạo đặt ở trên tảng đá và thi pháp tảng đá phát ra tiếng ầm ầm và bắt đầu lăn về phía sau cửa động vừa hé mở thì lập tức có tiếng gió lạnh vù vù thổi tới khiến mọi người đều tập trung chú ý cao độ. Tảng đá chắn cửa động lăn đến phía sau vách đá thì dừng lại. Nghiêu hữu đạo hút một tảng đá do vân cơ để lại tới chắn phía sau, tránh cho tảng đá lớn lăn loạn. Sau đó hắn vung tay áo về phía lối đi vào cửa động đầy gió lạnh thổi tới. Vân cơ dắt thương thục thanh đi đến, triệu hùng ca và viên cương có người cũng vội vàng đi theo. Có thể nghe được bên trong vọng tới rất nhiều tiếng khò khe. Nghiêu hữu đạo đi tới một bên cửa và thò tay lục tìm gì đó ánh mắt đám người triệu hùng ca lại bị thứ kỳ lạ trong bóng tối phía trước thu hút, rất nhiều ánh sáng màu đỏ kỳ lạ nhỏ giống như mũi đang chấp hiện lộ ra cảm giác quyến rũ. 3. Nghiêu hữu đạo thò tay kéo gì đó ở bên cạnh cửa động. Tiếp theo có tiếng sôi sùng sục truyền ra, tiếp theo mùi dầu hỏa gay mũi bị gió thổi ra. Một ánh lửa sáng lên, tiếp theo ong một tiếng, ánh lửa đột ngột lan tràn ra, lửa cháy càng lúc càng mạnh. Đám người đi lên phía trước chỉ thấy có một con rồng lửa đang uốn lượn và không ngừng kéo dài vào bên trong, dầu theo đó chảy xuôi cháy một đường lao đi không gian trong lòng đất dần dần hiện ra dưới ánh lửa lan tràn không ngờ trước mắt là một kho binh khí rất lớn binh khí áo giáp ở dưới ánh lửa càng lộ vẻ uy nghiêm điều làm cho người ta chấn động hơn là trên từng thanh binh khí cắm ngược có từng con quả toàn thân tràn ngập sương mù màu đen không tan đang nghỉ ngơi sương mù màu đen quanh quẩn trên thân của chúng mà những ánh sáng màu đỏ kỳ lạ kia phát ra từ khe mắt của những con quạ này vô số quạ đen nhiều không đếm hết trên lông đều hiện lên ánh sáng u ám. Ong, hố lửa ở giữa bốc cháy lên, bên trong còn cắm một cán cờ lớn, một mặt có theo chữ lớn thương. Có lẽ do bị âm khí nhuộm trong thời gian dài, chữ viết ẩn hiện lên ánh đen. Bao gồm cả những binh khí và áo giáp kia cũng lộ ra màu đen âm trầm. Ánh mắt thương thục thanh nhìn chầm chầm về phía lá cờ này, vành mắt đỏ hoe. Nàng nhận ra và tự mình lẩm bẩm vương kỳ đại quân của phụ vương. Vào giờ phút này, nàng tin chắc nơi đây thật sự do phụ thân nàng để lại. Điểm chú ý của những người khác không giống nàng, Lữ Vô Song hình như khiếp sợ tới mức ngây người, một lát sau mới thất thanh nói, "Nhà tương." Nàng đã từng nhìn thấy nha tương, biết dáng vẻ của chúng ra sao, trước kia vô lượng viên cũng có. Triệu Hùng ca hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng sớm đã biết, nhưng quy mô trước mắt vẫn khiến cho y chấn động, gần từng chữ 10 vạn nha tương. Chương 2291, mở ra phong ấn 1. Chỉ có tận mắt nhìn thấy được, mới hiểu rõ đó là khái niệm thế nào thật sự là khí thế hào hùng, chấn động lòng người. Có thể tưởng tượng được năm đó đông quách sư huynh bọn họ phải bỏ ra tâm huyết lớn tới mức nào cho điều này. Trên mặt viên cương cũng lộ vẻ nghiêm trọng, rốt cuộc hắn ta hiểu rõ vì sao đạo gia bảo cho hắn ta mở mang tầm mắt. Hắn ta không thể không thừa nhận, điều này thật đúng là mở rộng tầm mắt. Tình cảnh trước mắt chắc chắn sẽ khiến cho phần lớn mọi người cả đời cũng khó rời tầm mắt, bỏ lỡ sẽ thật sự đáng tiếc. Phản ứng của Vân Cơ vẫn còn tốt, dù sao nàng cũng đã tới lần thứ hai. Nhiêu Hữu đạo gật đầu, vùng ngón tay chỉ, không sai, đây chính là 10 vạn nha tương do Ninh Vương để lại. Mấy từ 10 vạn nha tương khiến Thương Thục Thanh chợt tỉnh táo lại. Trước đây nàng chưa từng gặp nên không biết đó là vật gì, lúc này mới chính thức được những con quả toàn thân lạnh lẽo này chính là nha tương. Nàng nhớ ra điều gì, chợt nhìn về phía Nhiêu Hữu đạo hỏi, đạo gia, 10 vạn nha tương của Lam Tiên Sinh năm đó là thật, không phải là lời đồn sao? nghiêu hữu đạo lam nhược đình ngẫu nhiên nghe được lão sư của hắn là lạc hiếu phu và ninh vương nói chuyện phiếm chỉ nghe được vài lời mà hắn cũng tưởng là nói chuyện phiếm nên không biết nó thật sự tồn tại đương nhiên cũng là bởi vì điều này dẫn dắt để hắn lấy cớ bảo vệ vương ra trong nhà giam lam nhược đình chẳng qua là đánh bậy đánh bạ mà thôi vẻ mặt lữ vô song chợt hoảng sợ sao có thể như vậy những thứ này được tồn tại bao nhiêu năm chứ nghiêu hữu đạo chắc là sau khi quận chúa sinh không lâu đã được chuẩn bị rồi Thời gian tồn tại hẳn không lớn hơn tuổi của quận chúa, tối thiểu cũng hơn 30 năm. Hơn 30 năm, vẻ mặt Lữ Vô Song giống như tức giận, ta cũng đã nghe nói qua về lời đồn 10 vạn nha tương nhưng nó không có khả năng tồn tại. Ô Thường lại có thể chế luyện nha tương, nếu thật sự có thể đến trình độ như vậy, Ô Thường làm sao có thể không có động tác gì chứ? Cứ đến một thời kỳ, Ô Thường lại muốn tự tay giết chết vô lượng viên trông coi nha tương. Bằng không lâu như vậy, Ô Thường căn bản không khống chế được. Như hữu đạo, sự thật đã bày ở trước mắt của nàng, còn có gì là không có khả năng chứ? Ô Thường chắc hẳn đã bí mật chế luyện không ít nha tương ở Hãm Âm Sơn. Lữ Vô Song chợt nhìn về phía hắn, ý của ngươi là nói Ô Thường lừa gạt để giấu giếm chúng ta sao? Không thể như vậy được, Hãm Âm Sơn có quy mô lớn như vậy, bình thường luôn có người đến người đi, hắn có thể giấu được chúng ta một lúc, nhưng không có khả năng giấu được chúng ta lâu như vậy. Triệu Hùng ca, vậy còn không phải là nhờ nàng ban tặng sao? Ta à, Lữ Vô Song không hiểu, chuyện này đâu có liên quan tới ta chứ. Triệu Hùng ca liếc mắt nhìn viên cương, nhìn thấy hai người, ta xem như đã hiểu rõ có chuyện tình cảm oan ra ngõ hẹp là gì, còn có phải thật sự không oan ra không gặp gỡ hay không. Trước khi chồng nàng bị nàng hành hạ cho mình đầy thương tích ở thánh cảnh, ô thường căn bản không biết bí pháp thật sự để chế luyện nha tương. Cách chế luyện gà mờ của hắn dĩ nhiên là không được. Nhưng chúng ta vì cứu chồng nàng nên đã lấy ra bí pháp chế luyện thật sự để trao đổi với hắn nàng nói xem đây tính là chuyện gì chuyện gì vậy thương thục thanh hết nhìn người này tới người khác nàng là người biết ít nhất nhiều lắm chỉ từng nghe được chút tin tồn mà thôi lữ vô song hiểu rõ và ý thức được những phiền phức mà mình từng mang tới cho bên này nhưng dĩ nhiên không nhắc tới nói vậy ô thường vừa mới chế luyện không lâu không trách được người kia lại trấn thủ ở nước tề hóa ra là vì hãm âm sơn bỗng nàng hỏi triệu hùng ca nếu ngươi sớm nắm giữ bí pháp chế luyện vì sao bản thân ngươi không làm Triệu Hùng ca hất cầm, đã có người chế luyện, ta còn phí sức lực làm gì? Hơn nữa, ngay cả nơi này ở đâu ta cũng không biết, ta đi đâu chế luyện chứ? Nàng cũng biết hãm âm sơn không thể gạt được các nàng, hơn nữa vì nhận được bí pháp này, ô thường vẫn đang để mắt tới ta. Ta muốn có cơ hội rảnh rỗi để chế luyện cũng không lớn. Không nói trước đây y không có ý nghĩ này, cho dù có thì cũng không có tài nguyên. Lữ vô song, trước đó người nói tới đông quách hạo nhiên nói cách khác là đông quách hạo nhiên thu được bí pháp chế luyện nha tương từ ngươi à. Triệu Hùng ca từ chối cho ý kiến, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thương Thục Thanh ngược lại đã hiểu rõ, hóa ra nguồn gốc đều là từ người này. Lữ vô song hừ một tiếng, Thượng Thanh Tông, một đám Thượng Thanh Tông các ngươi, kẻ nào kẻ đấy đều có lá gan thật sự không nhỏ. Thấy viên cương quay đầu nhìn mình, nàng lập tức khẽ hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Nghiêu hữu đạo cũng không nói dài dòng nữa, một tay cầm kiếm xem làm gậy bước nhanh tới. Vân cơ che chở cho thương thục thanh đi xuống theo bậc thang. Triệu hùng ca vừa và xuống, chợt nghe phía sau lữ vô song đau khổ kêu lên vài tiếng. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy viên cương thả lữ vô song trên lưng xuống. Viên cương hiển nhiên cho rằng ở đây đèn đuốc sáng trưng, có thả xuống sẽ không có vấn đề gì nên không cần cõng nữa. Kết quả lữ vô song bị âm khí nồng đậm ở đây ăn mòn, lập tức lảo đảo muốn ngã và liên tục run rẩy, dùng mình. Viên cương lập tức giơ tay đỡ, không nhịn được hỏi sao vậy. Như Hữu Đạo quay đầu chăm chú nhìn qua và trầm giọng nói, "Hầu tử, hoặc ngươi cóng hoặc bế, nàng không có huyết khí của ngươi hộ thể thì không chịu nổi âm khí ở đây ăn mòn đâu. Trong giây lát có thể sẽ lấy tính mạng của nàng đấy. Ngươi muốn nàng chết, vậy chúng ta cũng không có ý kiến." Mấy người có pháp nhãn rõ ràng đã sớm nhìn ra manh mối. May là cơ thể lữ vô song không bình thường, bằng không sẽ lập tức bị âm khí nồng kia làm cho mất xỉu. Viên cương bất đắc dĩ, hắn ta nhìn ra được đạo gia không phải đang nói đùa, không thể làm gì khác hơn là lại xoay người cõng lữ vô song lên. Chuyện quan trọng, sợ ý có thể chết lão bà, hắn ta làm không được. Đổi lại thành người bình thường mà cứ có người nặng như vậy, còn phải đi đường xa như vậy, chắc chắn đã sớm chịu không nổi, nhưng đối với viên cương thì chỉ có một người mà thôi, rõ ràng không tính là chuyện gì cả. Chắc hẳn chẳng khác nào người bình thường cong cọng rơm, tiêu hao thể lực cũng không có gì khác nhau. Không ai cho rằng hắn sẽ không chịu nổi, cũng không ai đồng tình giúp đỡ dù sao đó cũng là người một đao chém ba thánh, Lữ Vô Song áp sát người trên lưng của Viên Cương, lập tức cảm giác yếu ớt chậm lại. Cơ thể nóng hầm hập của Viên Cương phả đến trong cơ thể nàng khiến nàng cảm giác trong cơ thể cũng ấm lên, hình như có tác dụng loại bỏ âm tà xông vào trong cơ thể. Bất kể nói thế nào, Lữ Vô Song chỉ có cảm giác ôm nam nhân này thật thoải mái. Mấy người quay đầu dùng pháp nhãn quan sát cũng xác nhận Lữ Vô Song không có việc gì, trong lòng bọn họ âm thầm nói, cơ thể của hầu tử này cũng đủ kỳ lạ, Sao còn tà hơn cả tà khí ở đây nữa? Pháp nhãn của bọn họ có thể thấy rõ huyết khí của Viên Cương có thể xông quá sát khí, ở trong hoàn cảnh này khí cơ của cơ thể tự nhiên phóng ra ngoài, đây là điển hình của thể chất bách tà bất xâm, thiên thần hộ thể gì đó trong truyền thuyết. Điều này đối với mấy vị tu sĩ ở đây đã không tính là kỳ quái, quái thai cánh tay chém xuống còn có thể mọc ra, huyết khí phát sát khí đã tính là gì chứ? Bọn họ luôn có thể trong lúc lơ đáng phát hiện ra vài điều thần kỳ, hơn nữa ngay cả bản thân Viên Cương cũng không biết trong lòng Nghiêu Hữu Đạo lại đang buồn bực. Rốt cuộc Si Vưu Vô Phương là cái gì quỷ vậy? Hết lần này tới lần khác đều là thứ không phải ai cũng luyện thành, cho những người khác cũng vô dụng, chung quy sẽ không phải thật sự là công pháp do vị Si Vưu trong truyền thuyết kia di chuyển xuống chứ. Chương 2292, mở ra phòng ấn khai, Binh khí cắm như rừng, bọn họ đi qua con đường mòn tới không gian rộng rãi trong lòng đất, cũng chính là gần hố lửa kia. Nghiêu Hữu Đạo dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm vào thương thục thanh trước mặt. Thương Thục Thanh bị hắn nhìn thẳng như vậy thì có chút ngượng ngùng. Nghiêu Hữu Đạo, quận chúa, thời gian không chờ đợi ta, chúng ta trực tiếp bắt đầu mở ra phong ấn 10 vạn nha tương này đi. Thương Thục Thanh cắn môi, đột nhiên hỏi, đạo gia, Thanh nhi có thể hỏi ngài một vấn đề trước không? Nghiêu Hữu Đạo, quận chúa cứ hỏi. Thương Thục Thanh nhìn xung quanh, Thanh nhi không rõ, trên Thanh nhi có 3 huynh trưởng, tại sao phụ vương muốn giao 10 vạn nha tương này cho Thanh nhi? Đạo gia ngài biết không? Nghiêu hữu đạo, quận chú xem thứ trên mặt mình thì chắc hẳn đã hiểu rõ, ba huynh trưởng của quận chúa đã lớn, trên thân đột một xuất hiện thứ gì cũng dễ dàng làm cho người khác nghi ngờ. Quận chúa lại khác, nàng mới ra sinh còn chưa có người nào nhìn thấy. Hắn dứt lời lại không nhịn được quay đầu lặng lẽ liếc nhìn triệu hùng ca. Hai người đã xem qua ma điển, có một số việc đại khái có thể đoán được nguyên nhân và chân tướng sự thật nhưng không đành lòng nói cho cô gái này biết, không muốn để cho nàng biết phụ thân mình tự nhiên có lòng giả độc ác như vậy đối với mình. Giống như trước đây Triệu Hùng ca không muốn nói cho Ngưu Hữu Đạo biết thần côn đông quách hạo nhiên làm bậy, hết lần này tới lần khác còn bịa chuyện để che giấu. Nói gì thương Thục Thanh vừa sinh ra đã khóc không ngừng, chỉ dựa vào những chuyện đông quách hạo nhiên đã làm, nàng có thể không khóc được sao? Không khóc chết đã là may rồi. Một con nha tương tương đương với đâm một kim, 10 vạn nha tương thì phải đâm trên mặt thương Thục Thanh bao nhiêu kim chứ? Chỉ sợ thi pháp khống chế cũng chỉ có thể khống chế được một lúc, chỉ cần tỉnh lại, Bị đau như vậy mà không khóc mới là lạ. Đương nhiên, có tu sĩ thi pháp giúp đỡ sẽ không đến mức tổn thương tới tính mạng của Thương Thục Thanh. Còn nói gì trước khổ sau sướng, lẽ nào cái gọi là trước khổ sau sướng chính là chịu tội để đổi lấy nắm 10 vạn nha tương trong tay sao? Thương Thục Thanh nghe xong khẽ gật đầu và im lặng một lát. Nàng là một cô gái thông minh, chẳng qua cảm thấy mình không có tư cách tùy hứng, cho nên vẫn không để lộ tâm tư mẫn cảm ra ngoài mà thôi lúc này hình như nàng đã đoán được điều gì nên lại hỏi đạo gia nghe nói khi thanh nhi mới sinh ra đã khóc không ngừng có phải liên quan tới chuyện chế luyện những nha tương này không à nghiêu hữu đạo không biết nên nói như thế nào sợ nói ra sẽ chọc cho nàng oán hận nên chỉ có thể lừa gạt nói cái này thì ta không biết dù sao ta cũng không ở hiện trường nên không thấy qua có đôi khi làng tránh cũng là một loại đáp án thương thuộc thanh cảm giác được vấn đề của mình làm cho hắn khó xử nên vội nói không sao thanh nhi chỉ hỏi qua thôi khi đó thanh nhi còn nhỏ nên không biết thế nào là đau khổ, không tính là bị khổ. nàng nói câu này làm nhưu hữu đạo và triệu hùng ca âm thầm xấu hổ. thương thuộc thanh hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu, lấy dũng khí, ánh mắt kiên quyết, đạo ra, bắt đầu đi. thanh nhi cần phải làm như thế nào? được, nhưu hữu đạo gật đầu, tuy nhiên vẫn nhắc nhở trước quận chúa, khi mở ra phong ấn sẽ tiêu hao một ít tinh khí thần của nàng, đợi lát nữa có thể sẽ làm cho nàng cảm thấy không thoải mái nhưng không có vấn đề gì lớn chỉ là tổn hao một ít tinh khí thần của nàng thôi. Thương Thục Thanh ưỡn ngực lên, mỉm cười cổ vũ hắn, đạo ra, không có chuyện gì. Thanh Nhi cũng là người từng trải qua chiến trường, không phải là nữ tử yếu đuối nên có thể chịu được. Vì câu nói này, như hữu đạo ngược lại nhớ tới một câu chuyện cũ. Khi đó nhóm Thương Triều Tông mới thoát thân khỏi kinh thành không lâu, trên đường lại gặp phải một đám người chặn giết. Vì tìm một con đường sống, Thương Triều Tông tự mình cầm đao ra trận. Nàng vác quân kỳ đi theo, bị người ở phía sau lưng chém một đao cũng thật sự nhịn xuống không kêu tiếng nào, cắn răng theo đội sung phong liều chết kiên trì tới giờ phút cuối cùng mới ngã xuống, thật sự là một người có thể chịu được đau khổ. Được, như hữu đạo lại gật đầu cười, tiện tay lấy từ trong đai lưng ra ba cây ngân châm và đột nhiên ra tay nhanh chóng. Thương Thục Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, trên mặt giường như bị 10 con mũi đốt một chút nhưng không có quá nhiều cảm giác. Nghiêu Hữu Đạo đã thu kim, cười nói, được, vậy thì được rồi sao, Thương Thục Thanh muốn giơ tay lên sờ mặt lại bị Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu ngăn cản, không nên sờ, chờ một lát đã. Thương Thục Thanh không tự mình xem được nhưng những người khác lại nhìn thấy trên mặt nàng đã xuất hiện hơn người giọt máu. Nếu Nghiêu Hữu Đạo nói chờ, vậy Thương Thục Thanh không thể làm gì khác hơn là khoanh tay chờ. Tuy nhiên nàng có thể cảm nhận được trên mặt mình nóng lên, có chút xương da như có thứ gì đó muốn phát tiết, muốn thẩm thấu ra vậy. Thật sự có gì đó thẩm thấu ra, từng thứ gì đó đen đen rất nhỏ đang từ trong lỗ kim trên mặt nàng bay ra, càng lúc càng nhiều. người có pháp nhãn có thể nhìn thấy được rất rõ ràng, những điểm đen bay ra này đang bay về phía từng con nha tương. sau khi điểm đen bay đi và rơi vào trên đầu từng con nha tương, từ trong long chim thiên linh thẩm thấu vào trong, hình như theo âm khí hấp thu tiến vào trong cơ thể. Nhà tương hút vào điểm đen giống như bị điện giật mà run rẩy kịch liệt một cái, từng con phát lên một khí thế, hoặc nói là một trận gió thổi cuốn về phía thương thuộc thanh điểm đen bay ra càng nhiều gió thổi tới cũng càng mạnh dần dần thương thục thanh cuối cùng lại bị trận gió kia cuốn lên vân cơ lôi kéo bảo vệ nàng kinh ngạc thi pháp ngăn chặn giúp đồng thời vội hỏi chuyện gì xảy ra vậy vẻ mặt nghiêu hữu đạo nghiêm trọng người thả nàng ra vân cơ không được không có phòng hộ thì cơ thể của nàng không chịu nổi âm khí ở đây tập kích đâu triệu hùng ca buông ra nàng chính là mắt trận của chỗ này trong quá trình mắt trận mở ra âm khí ở đây sẽ bị hút đi nên không tới gần được cơ thể của nàng đâu. Vân cơ nhìn xung quanh thấy hình như đúng là như vậy, âm khí đã bị tập trung vào trong gió xoáy, lúc này mới chịu buông tay. Thương Thục Thanh phát hiện mình bị gió mạnh cuốn ra, cả người đang bị chậm rãi nâng lên, lập tức có cảm giác không biết phải làm sao. Lúc này như Hữu đạo Trần An, quận chúa yên tâm, không có việc gì đâu. Nàng cứ thả lỏng, đừng chống cự, Thương Thục Thanh tin tưởng hắn nên buông lỏng, dưới gió lớn cuốn tới, mũi chân nàng chậm rãi rời khỏi mặt đất xoay tròn và phóng lên trên không trung mọi người dùng đôi pháp nhãn chặt nhìn chăm chú vào phản ứng của nàng và tình hình ở đó cho dù là triệu hùng ca và nghiêu hữu đạo cũng không dám thả lỏng bọn họ chỉ nhìn thấy chữ viết ghi chép lại ở trên ma điển nhưng tình huống cụ thể thế nào thì ai mà biết được càng lúc càng nhiều u vũ hàn nha giống như bị điện giật run rẩy kịch liệt đuổi đi sương mù màu đen tập trung trên người chúng dùng sức lắc đầu như bị thứ gì làm cho tỉnh vậy trong mắt không ngừng chấp hiện ánh sáng màu đỏ kỳ lạ những nhà tương đang trong quá trình thức tỉnh hình như đang chuyển động cùng thương thục thanh hình như đều đang cảm nhận khí thức của nàng cách thức cảm nhận chính là từng trận gió xoay quanh thương thục thanh gió thổi càng lúc càng mạnh thương thục thanh xoay tròn càng lúc càng nhanh nàng cảm giác choáng váng nên không thể không nhắm hai mắt lại tóc bị buộc lại cuối cùng đã xổ ra mái tóc dài cũng xoay tròn theo gió ngọn lửa lớn bên trong không gian đang bốc lên cao vương kỳ trên cột cờ còn phát ra những tiếng phần phật ở trung tâm giải đất có gió xoáy, đám người như hữu đạo cũng bị gió cuốn cho tay áo tung bay, cố gắng thi pháp chân áp. Tình cảnh bên trong không gian giữa lòng đất hình như hoàn toàn hỗn loạn. chương 2293, thức tỉnh, đột nhiên, pháp nhãn của đám người như hữu đạo nhìn chăm chú, chỉ thấy trên thân thương thuộc thanh đang nhanh chóng xoay tròn trượt bay ra một điểm đen rất lớn, nhẹ nhàng tiến về phía bộ chiến giáp ở gần lò sưởi Một chiến giáp với hình dạng như bảo kiếm, trên chuôi kiếm đội mũ giáp, trên mũ giáp có một con nha tương đang đứng. Nhưng vẫn chưa thấy có gì khác thường xuất hiện, phản ứng của nó cũng giống hệt với các con nha tương khác. Quả, một tiếng quả kêu chói tai vang lên ở trong không gian dưới lòng đất. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con nha tương kêu to kia mở mắt ra, mắt lộ ra ánh sáng đỏ đậm đầy yêu dị, nó đột nhiên vỗ cánh, thật sự thức tỉnh. Nó bay lên và khiến cho sương mù màu đen nổ tung. Sương mù màu đen vù vù đánh về phía mặt đất ở nơi nó bay lên nhanh chóng ngưng tụ thành hình một người với đôi mắt ánh sáng đỏ yêu dị đang nhìn xung quanh. Liên tiếp những tiếng quả quả chói tai bắt đầu không ngừng vang lên bên tai, tiếng nha tương vỗ cánh không ngừng đánh nổ xương mù màu đen, không ngừng hấp thụ về phía mặt đất để ngưng tụ thành hình người. Trong những tiếng kêu ẩm ý chói tai, từng người xương mù màu đen hiện hình, cục diện này thật sự đồ sộ. Đám người nghiêu hữu đạo nhìn xung quanh, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện đã thành công rồi. Quả nhiên thành công thức tỉnh những nha tương kia thương thục thanh xoay tròn trên không chung lại cảm giác choáng váng trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh khiến đầu nàng đau như muốn nứt ra vậy một ít hình ảnh nàng chưa từng gặp đang không ngừng xuất hiện ở trong đầu nàng đó là từng gương mặt người hình như có vô số gương mặt người lướt qua ở trước mắt nàng khiến đầu nàng đau tới mức choáng váng nàng chẳng biết tại sao lại như vậy chỉ có thể dựa vào lý trí để phán đoán khẳng định có cùng liên quan đến những nha tương kia quả con nha tương bên lò sưởi bên kia cũng tỉnh lại nó đánh nổ tung xương mù màu đen ngưng tụ và chui vào trong chiến giáp màu đen phía dưới, bộ khôi giáp kia giống như quả cầu khí lớn lên phồng lên. Dưới mũ giáp là một gương mặt với đường nét rõ ràng lại có khí bay lên, đôi mắt với ánh sáng màu đỏ đầy yêu dị đột nhiên mở ra, nó thò tay rút bảo kiếm cắm trên mặt đất rồi nhìn bốn phía, rõ ràng là dáng vẻ của một tướng lĩnh khiến đám người như hữu đạo không khỏi chú ý nhiều hơn. Theo từng con nha tương hóa xương mù thành hình người, xung quanh trở nên chật trội, khắp nơi đều là vô số đôi mắt màu đỏ máu đầy yêu dị, nhìn có chút kinh người. Mà gió lớn cuốn ra cũng chậm rãi giảm bớt, vận tốc thương thuộc thanh xoay tròn trên không trung cũng giảm xuống dần. Dưới từng sợi tóc mỏng manh lay động là đôi mắt nhắm chặt và gương mặt trắng nõn, mềm mại như bế nguyệt tu hoa vậy. Vết ban trên mặt nàng đã không, dị vật trên mặt bị hút ra, cảm giá sưng phù cũng biến mất. Sau khi màu da đồng nhất, thương thục thanh đơn giản là khác trước một trời một vực. Nếu nói thương thục thanh trước đó là người quái dị, vậy nàng lúc này chính là mỹ nhân giống như tiên nữ, cho dù nàng vẫn nhắm mắt lại. Triệu hùng ca khẽ gật đầu, quả nhiên đã khôi phục lại. Lữ vô song nằm phía sau lưng viên cương ngẩng đầu nhìn, không nhịn được trà trà một tiếng, mọi người đều nói mỹ nhân đều có huyết mạch của thương thị. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thật không ngờ quận chúa lại xinh đẹp như vậy, thật sự là một mỹ nhân bế nguyệt tu hoa. Nàng chợt cúi đầu nhìn về phía viên cương đang cõng mình nàng phát hiện viên cương nhìn chằm chằm vào thương thục thanh đang từ trên không trung chậm rãi hạ xuống cuối cùng còn nắm lấy bắp chân của nàng làm nàng thấy đau đớn điều khiến nàng nghi ngờ là nàng có thể cảm giác được viên cương đang run rẩy nàng không thấy vẻ mặt chấn động của viên cương lúc này trong khiếp sợ còn không thể che giấu được sự khó tin hắn ta nhìn chằm chằm vào thương thục thanh đang chậm rãi xoay tròn phía trên trong miệng lẩm bẩm một tiếng giống như nói mớ ngọc tỷ ngọc tỷ ngọc tỷ nào chứ mấy người đều quay đầu liếc nhìn hắn ta, không biết hắn ta đang nói gì. Duy nhất chỉ có nghiêu hữu đạo căng quay hàm, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào người chậm rãi bay xuống trừ mười ngón tay nắm chặt trên chuôi kiếm mơ hồ có chút run rẩy viên cương chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nghiêu hữu đạo thương thục thanh đột nhiên xuống nhanh hơn và lại có âm khí tập kích đến vân cơ vội vàng đi đón nào ngờ Nghiêu hữu đạo cuối cùng lại đi sau giành được trực tiếp đẩy vân cơ ra và thuận lợi đón lấy thương thục thanh cánh tay hắn ôm lấy vòng eo của thương thục thanh, cúi đầu nhìn nửa gương mặt nằm ở trong lòng mình với ánh mắt rất thâm trầm. Vân cơ kinh ngạc trước hành động này của hắn, lạch cạch, một thanh kiếm rơi xuống đất, mọi người nhìn lại mới phát hiện ra nghiêu hữu đạo vì đón người mà thậm chí bỏ quên thanh kiếm trong tay. Nghiêu hữu đạo giơ tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rối phủ trên mặt thương thục thanh, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt với hàng lông mi run rẩy vì choáng váng khó có thể mở hai mắt ra. Triệu Hùng ca không nhịn được hỏi một câu, sao vậy? có gì không đúng sao? Nàng xảy ra vấn đề gì hả? À? Như hữu đạo chợt quay đầu, trong mắt chớp mắt lóe lên ánh sáng có chút kinh người lại giống như ánh đèn sáng trong đêm khuya gió thảm mưa sầu, rất nghiêm túc nói cho y biết nàng không có việc gì. Ánh mắt viên cương nhìn về phía như hữu đạo rất phức tạp. Lữ vô song phát hiện ra phản ứng của viên cương có phần không đúng. Gương mặt thương thuộc thanh tái nhợt, mí mắt run rẩy mở ra nhìn như hữu đạo, nhưng do choáng váng nên nàng nhìn không rõ, suy yếu hỏi đạo ra có được không vậy? nghiêu hữu đạo lập tức cúi đầu nhìn về phía nàng giọng điệu nhẹ nhàng được nàng làm rất tốt bây giờ nàng cảm giác thế nào khóe miệng vân cơ khẽ giật giật sao tự nhiên có cảm giác giọng điệu này thần thái này có chút buồn luôn vậy nhưng suy nghĩ tới nghiêu hữu đạo trước đây nàng phát hiện ra nghiêu hữu đạo cũng không ngoại lệ nam nhân này nhìn thấy mỹ nữ quả nhiên là khác hẳn thương thục thanh có chút choáng váng không có sức lực thôi nghiêu hữu đạo không phải sợ không có chuyện gì đâu lúc giải phong ấn đã hút ra tinh huyết bên trong cơ thể nàng để tẩm bổ một vài thứ tổn hao một ít tinh khí thần và huyết khí của nàng thôi nàng yên tâm sẽ không có vấn đề gì cả hắn nói dứt lời liền trực tiếp móc một viên thiên tế đan từ trong đai lưng ra bóp nát và chỉ lấy một viên nhỏ đặt ở trên môi của thương thục thanh rồi đút vào trong thì pháp luyện hóa dược tính giúp nàng trải vuốt lại khí huyết đám người triệu hùng ca lại thấy đau răng các loại tinh khí thần bị hao tổn đáng giá để trực tiếp sử dụng thiên tế đan sao Rõ ràng cũng biết cả viên thiên tế đan có dược lực quá bổ sẽ làm thương thuộc thanh không chịu nổi, nhưng chỉ sử dụng một chút còn phần lớn thì lãng phí hết à. Lữ Vô Song thỉnh thoảng nhìn phản ứng của Ngưu Hữu đạo lại thỉnh thoảng nhìn phản ứng của Viên Cương, cảm giác lúc này Viên Cương không chỉ đơn giản là im lặng như vậy, mà là một sự im lặng đến tận xương tủy, hình như còn có chút bi thương. Không bao lâu, được dược lực và pháp lực chuyên tâm điều trị, thương thuộc thanh chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy hình ảnh cuối cùng không hoa lên nữa mới phát hiện mình lại có thể nằm ở trong vòng tay của đạo gia, gương mặt nàng lập tức đỏ lên, kinh ngạc đến mức vội vàng nhắm hai mắt lại. Trái tim nàng đập loạn giống như con nai con nhưng lại rất thích cảm giác này. Các nhà tương xung quanh tỉnh lại, hình như cũng thích ứng được với hình thái của mình, hình như cũng phát hiện ra giữa chúng có ngoại tộc. Vù, tiếng bảo kiếm rút ra khỏi vỏ đột nhiên vang lên, nhà tương có hình dạng tướng lĩnh bên hú lửa rút kiếm và chỉ vào một đám người, miệng phát ra tiếng ô ô, không biết đang nói gì, nhưng có thể cảm giác được ý trách cứ. Xung quanh lập tức phát ra những tiếng động, chương 2294, nghỉ ngơi một Vũ khí trong cả kho binh khí lớn đều bị rút lên, xung quanh có vô số đại quân trùng trùng điệp điệp đều cầm vũ khí lên, hiện lên ánh sáng u ám sắc bén nhắm vào đám người như hữu đạo, lập tức bao vây bọn họ. Còn có một nhà tương trực tiếp hóa thành sương mù bay đi tháo xuống vương kỳ trên cột kim loại dẫn theo sương mù bay tới phía sau tướng lĩnh rút kiếm kia, vương kỳ ở trong sương mù màu đen như ẩn như hiện lay động trong sương mù màu đen còn có hai điểm ánh sáng đỏ thương thục thanh nghe được động tĩnh thì bỗng nhiên mở mắt ra đứng ngay ngắn nhìn về phía tướng lĩnh đang chỉ kiếm kia Như hữu đạo hỏi một câu chắc hẳn nàng có thể nghe hiểu được hắn đang nói gì chứ hắn đang nói gì vậy thương thục thanh kinh ngạc quay đầu dường như đang hỏi các ngươi nghe không hiểu sao lúc này nàng giải thích hắn hỏi chúng ta là ai lại dám xông vào ở rừng chân của bọn họ Triệu Hùng ca trầm giọng nói, quận chúa, nàng nên để lộ thân phận tiếp quản đại quân này đi. Thương Thục Thanh không hiểu, như hữu đạo ghé sát ở bên tai nàng nói, nàng chỉ cần cao giọng hét đại tướng quân ở đây. Thương Thục Thanh nghi ngờ giống như đang hỏi thế có được không? Tướng lĩnh rút kiếm trợt lại tức giận ô ô, nhà tương xung quanh lập thành đội quân lập tức vũ khí chỉnh tề tới gần đám người Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nhìn Thương Thục Thanh mỉm cười gật đầu, yên tâm, bọn họ có thể nghe hiểu hiệu lệnh của nàng. Thấy đại quân xung quanh tới gần, Thương Thục Thanh không dám do dự nữa, lúc này hô to, đại tướng quân ở đây. Các nhà tương xung quanh đang từng bước tới gần lập tức giống như hóa đá vậy, tất cả âm thanh giáp trụ tiến lên trong không gian dưới lòng đất đột nhiên biến mất, một đôi mắt yêu dị màu đỏ tăng vọt. Ánh sáng màu đỏ trong tròng mắt thủ lĩnh nhà tương thu lại, bảo kiếm trong tay đút lại vào bao và đi tới từng bước một tới gần, sau đó trượt quỳ một chân trên mặt đất, chắp tay nói, mà tướng Long Bảo, tham kiến đại tướng quân. Đại quân nhà tương đều đỡ vũ khí quỳ một chân trên mặt đất, cùng kêu lên tham kiến đại tướng quân khí thế lập tức trở nên hào hùng giống như kinh đào cuốn ra đám người như hữu đạo lại chỉ nghe được bên tai có tiếng ô ô căn bản không hiểu đám nha tương này đang nói gì nhưng không sao tình hình trước mắt rất rõ ràng mười vạn đại quân nha tương đối mặt với thương thục thanh đã thuần phục mọi người nhìn xung quanh thấy rất nhiều đội hình với thân là làn khói đen di động đang bái kiến có thể nói là kỳ quan long bảo vẻ mặt thương thục thanh kinh ngạc nhìn thủ lĩnh nha tương đang quỳ và hỏi ngài là long thúc thúc à thủ lĩnh nha tương ngẩng đầu trong mắt có ánh sáng màu đỏ chấp hiện giống như không hiểu rõ lắm nghiêu hữu đạo vội hỏi sao vậy thương thục thanh quay đầu lại nói đạo ra hắn nói hắn tên long bảo nghiêu hữu đạo có vấn đề gì không thương thục thanh ta nghe nói qua phó tướng trước đây của mông bá bá tên là long bảo thống lĩnh đứng đầu anh dũng quả cảm một lần nước triệu tập kích bất ngờ vị yểm hộ phụ vương lui lại đã một mình ở lại chặn phía sau và chết trận Mông bá bá nghe tin tức đã vội vàng từ kinh thành đi đến tiền tuyến, tự mình dẫn theo đại quân đánh vào nước triệu, từ chối hàng quân, giết 20 vạn hàng binh nước triệu, ép chết đại đô đốc bằng hải của nước triệu để báo thù cho hắn. Còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là vậy, như hữu đạo gật đầu, bảo bọn họ đứng lên đi. Thương Thục Thanh không xa lạ với chuyện trong quân nên biết phải trả lời thế nào, lúc này hai tay này giả đỡ các vị tướng sĩ mời đứng lên. Thủ lĩnh nhà tương cảm ơn và đứng dậy, vô số xung quanh đông nghịt một mảnh nha tương đều đứng dậy, sau tất cả nắm vũ khí đứng trang nghiêm. Một nguy cơ hình như đã được hóa giải, vân cơ tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, thật sự được mở rộng tầm mắt. Nơi đây không có gì hay để ở lại, cũng không thích hợp để ở lại lâu, mọi chuyện đã hoàn thành và đạt được mục đích, nhiều hữu đạo lập tức dẫn một đám người rút khỏi đó. Sau khi thương thục thanh đánh tiếng, 10 vạn nha tương rời đi theo. 10 vạn nha tương lại hóa thành hình thái quả đen, áo giáp trên người và vũ khí trên tay đều thu vào trong cơ thể, bay theo phía sau đám người. Điều khiến Vân Cơ khinh bỉ là trên đường quay về, Nghiêu Hiếu Đạo không chỉ làm trưởng quỹ phủi tay, cũng không phiền Vân Cơ để ý tới Thương Thục Thanh sau khi trở nên xinh đẹp nữa, hắn tự mình dùng một tay ôm lấy vòng eo của Thương Thục Thanh đưa đi. Có thể nói là Thương Thục Thanh đỏ mặt suốt cả đường đi, trong lòng tự nhiên quên đi chuyện quan trọng nhất, quên suy nghĩ xem mặt mình có khôi phục lại bình thường hay không. Một đám người từ trong thác nước chui ra và bay xuống bên bờ, quay về điểm xuất phát ban đầu. Đám quả đen trùng trùng điệp điệp phía sau lại bay qua thác nước. Trong giây lát không gian bên trong mạch nước ngầm đầy những đôi mắt đỏ yêu dị. Sau khi đến điểm xuất phát, Vân Cơ kéo Ngân Nhi giấu ở bên trong tường ra ngoài, cũng cứu cho nàng tỉnh lại. Tỉnh lại Ngân Nhi nhai thức ăn ngậm trong miệng, có chút hụ án nhìn như hữu đạo. Sau khi nuốt xuống, nàng chạy tới bên cạnh thương thục thanh và kéo tay áo kêu lên thanh thanh. Lời nói và việc làm này của nàng làm cho đám người như hữu đạo ngơ ngác nhìn nhau, có thể nói là kinh ngạc. Lúc này gương mặt thương thục thanh có thể nói là biến thành một người khác, không biết người kẻ chuyên ăn này dùng cái gì để nhận rõ, trực tiếp chắc chắn đó là thương thục thanh chứ. Như hữu đạo không nhịn được nghi ngờ, lẽ nào người này trừ ăn ra, gần như không để bất kỳ vật gì vào trong mắt mới thật sự là người có tuệ nhãn, có thể xuyên qua hiện tượng nhìn bản chất sao thế nhưng hắn biết mình muốn nói chuyện cùng ngân nhi để hỏi rõ tình hình thì sợ rằng có chút khó khăn người ăn hàng này không có năng lực biểu đạt của người bình thường hắn chỉ có thể tạm thời bỏ lại trước mắt hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý vân cơ mở đường tạo thành một lối đi xuyên qua thân núi sau khi đám người ra ngoài nhiều Hiểu đạo bảo thương thuộc thanh tạm thời để bảo nha tương ở lại phía sau và nói với vân cơ nói ngươi về sơn trang trước Bảo bọn họ nguyên tòng cẩn thận lục soát xung quanh một lượt và tiến hành cách ly, tránh cho có người ngoài nhìn thấy. Biết bây giờ còn không phải lúc chính thức để lộ ra nha tương, phân cơ hiểu ý rời đi, nhanh chóng chạy tới Sơn Trang và phát động đám người nguyên tòng. Đám người nguyên tòng nhanh chóng đi ra, nhanh chóng tiến hành lục soát núi rừng xung quanh. Sau khi xác nhận không có vấn đề sau, nhiều Hiếu Đạo mới dẫn theo mọi người nhanh chóng bay về phía Sơn Trang, một đám nha tương phía sau không có cách nào bị bóng đêm che giấu, khí âm tà cuồn cuộn còn có từng đôi mắt màu đỏ quá rõ ràng. Hắn chỉ có thể cố gắng bảo bọn chúng bay sát mặt đất. Ngao Phong canh giữ ở trong núi rừng gần đó cảnh giác nhìn xung quanh chợt sửng sốt, dướn cổ nhìn chằm chằm vào đám đông bay qua phía trước, mắt dần dần trợn trừng, nha. Nhà tương, y có chút khiếp sợ ngây người, có lẽ những người khác chưa từng gặp nhưng y đã từng thấy ở vô lượng viên. Nhưng vô lượng viên cũng mới chỉ có ba con, mẹ nó, đây phải là bao nhiêu con chứ? Chúng vù vù từ trong núi chui ra bay thành đoàn đội còn lập trận, căn bản không đếm hết. Cục diện này trực tiếp làm y bối rối, nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không. 500 cái dương đã dọn sẵn ở bên trong sơn trang. Nắp dương đã mở ra, sau khi nghiêu hiểu đạo ra hiệu, thương thuộc thanh phát ra hiệu lệnh. 10 vạn nhà tương lập tức bay vào bên trong dương, đại khái 200 con chen trúc vào một dương, 500 dương vừa đủ. Sau khi xong xuôi, hắn lấy ra trấn âm phù đã bảo sơn trang bên này chuẩn bị trước, lần lượt thi pháp khởi động phù chú và dán ở bên trong nắp dương rồi nhanh chóng đóng nắp dương lại. Chương 2295, nghỉ ngơi khai. Chân âm phù không đắt, rất nhiều bình thường gia đình đều sẽ sử dụng để ngăn cản âm tà vào cửa. Lúc này như hiếu đạo dùng nó để chấn áp âm khí nha tương trong dương lộ ra ngoài, để tránh trên đường đi sẽ bị người ta nhìn ra manh mối. Từ trong núi quay về, đám người nguyên tòng tất nhiên không tránh được phải giúp đỡ, cho dù không có kiến thức đi nữa lúc này bọn họ cũng đã nhìn ra chút manh mối sau khi phong ấn xong cả 500 cái dương, mấy người bu lại. Nguyên Tòng không nhịn được hỏi tiếng, những thứ này là nha tương trong truyền thuyết sao? Nghiêu hữu đạo gật đầu, không sai. Nguyên Tòng kinh hãi không thôi, người làm thế nào tìm ra được nhiều nha tương như vậy? Nghiêu hữu đạo chỉ vào sơn trang này, đó là do chủ nhân ban đầu của nơi đây làm ra. Nói vậy các người có khả năng cũng nghe qua một ít tin đồn rồi. Chắc hẳn ban đầu Ninh Vương xây dựng tòa sơn trang này là để dễ dàng hành sự. Gia Cát giật mình nói, chuyện Ninh Vương chế luyện 10 vạn nha tương là sự thật sao? Nghiêu Hữu Đạo khẽ gật đầu, mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều đã nghe nói qua, ngược lại Ngao Phong hoàn toàn không biết gì về điều này cả. Trước đây phần lớn thời gian y đều bị nhốt ở trong vô lượng viên, làm sao biết những điều này chứ? Y vội vàng hỏi người bên ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Nguyên Tòng, người chuẩn bị sử dụng những cái này để đối phó ô thường sao? Nghiêu Hữu Đạo, ta từng đi qua điệp mộng huyến giới, từng tận mắt nhìn thấy tình cảnh đám người ô thường ra tay ở đó. Đám người ô thường gặp la sát chiều bao vây tấn công đã dẫn dắt cho ta. Có lẽ 10 vạn nha tương không ngăn cản được ô thường, nhưng nhất định có thể làm chậm lại tốc độ thoát thân của hắn, lại hỗ trợ làm chậm lại đám người chặn đường chúng ta, có thể vây khốn hắn, lại có thể tạo cơ hội cho viên cương ra tay. Nguyên Tòng dường như suy nghĩ tới điều gì nên gật đầu. Như hữu đạo, cho nên những nhà tương này không thể có sơ suất gì được, cũng không thể để lộ ra, mọi người phải cố gắng nâng cao tinh thần đề phòng. Nguyên Tòng, yên tâm đi, chúng ta trông cho. Tuy nhiên sau đó ánh mắt mọi người đều bị thương thuộc thanh thu hút, một mỹ nhân tuyệt sắc bế nguyệt tu hoa này ở đâu ra vậy? Nhìn thấy trang phục của thương thuộc thanh lại nhìn nàng và Ngân Nhi nói chuyện với nhau, còn có giọng nói và việc làm không thay đổi, chứ cắt chỉ không nhịn được hỏi nàng là quận chúa sao? Nghiêu hữu đạo gật đầu và kể một chút, Ninh Vương để lại giải dược ở nơi chế luyện nha tương nên nàng đã khôi phục lại hình dáng. Bây giờ, hắn còn không muốn có quá nhiều người biết tầm quan trọng của Thương Thục Thanh trong việc khống chế 10 vạn nha tương, hơn này trước mắt, cẩn thận sẽ không sai. Mọi người tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, không ngờ được một nữ nhân xấu xí như vậy tự nhiên lại có thể trở nên đẹp mắt. Cái gì gọi là tranh lệch một trời một vực, ngày hôm nay bọn họ xem như đã biết rõ. Lúc này, Thương Thục Thanh mới từ trong lời nói của mọi người phản ứng được, hiểu ra gương mặt của mình đã thay đổi nên lập tức mừng rỡ lại có chút luống cuống trong giây lát không quen với ánh mắt mọi người nhìn mình như vậy, thỉnh thoảng còn nhìn lén Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo gọi Vân Cơ đến bên cạnh, nàng dẫn quận chúa vào phòng nghỉ ngơi đi. Vân Cơ nghi ngờ, không phải ngươi nói sau khi xong chuyện sẽ lập tức xuất phát ngay trong đêm sao? Ngưu Hữu Đạo, quận chúa bị hao tổn tinh khí thần và huyết khí, đường dài sóc nảy sợ rằng không chịu nổi. Cứ để cho nàng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát. Tối nay cô tự mình canh gác ở phòng nàng, nàng không thể xảy ra chuyện gì được biết chưa? vân cơ không khỏi nhìn về phía thương thục thanh vấn đề cũng không lớn như vậy chứ nàng lại nhìn nghiêu hữu đạo cảm thấy điều này không giống với phong cách của hắn vào thời điểm quan trọng như vậy mà hắn còn có thể bận tâm đến tinh khí thần của thương thục thanh không tốt à tinh khí thần không tốt thì tính chuyện gì chứ nàng không tin trước khi nghiêu hữu đạo đưa ra quyết định lại không suy nghĩ đến điểm ấy dựa vào sự đa mưu túc trí của vị này thì không có khả năng không suy tính tới được nàng nghi ngờ người này có thể có tính toán khác nên gật đầu nói được ta biết rồi nào ngờ nghiêu hữu đạo lại thêm một câu nàng vừa khôi phục gương mặt nên sợ rằng trong lòng khó có thể bình tĩnh để nghỉ ngơi cho tốt được cô ra tay để cho nàng yên tâm nghỉ ngơi đi vân cơ nói dạ rồi đi về phía thương thục thanh bảo nàng đi lên phòng nghỉ ngơi một tay thương thục thanh nắm ngân nhi cẩn thận bước đi thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nghiêu hữu đạo chỉ thấy hai tay hắn cầm kiếm lặng lẽ ngước nhìn bầu trời sao cũng không biết đứng bao lâu, Nưu Hữu đạo mới nâng kiếm xoay người, đi tới cửa phòng của Thương Thục Thanh và trực tiếp đẩy ra một khe hở. Vân Cơ đang khoanh chân tĩnh tọa bên trong nhanh chóng quay đầu nhìn. Thấy là hắn, Vân Cơ đứng dậy qua và ra cửa hỏi, sao vậy? Nưu Hữu đạo hất cằm vào trong phòng, nàng yên tâm ngủ rồi chứ? Vân Cơ, ta đã điểm huyệt mê của nàng rồi." Nưu Hữu đạo ừ một tiếng rồi quay đầu nhìn bên ngoài, những người bên ngoài vẫn khiến ta không yên lòng, cô ra ngoài âm thầm nhìn theo dõi ở đây cứ để ta trông là được rồi. Vân cơ, ngươi là một đại nam nhân nhân lúc nữ nhân đang ngủ mà vào phòng nàng, điều này có thích hợp không? Như Hữu đạo suy một tiếng nói, cô còn sợ ta làm chuyện bất chính đối với nàng sao? Vân cơ nhìn hắn từ trên xuống dưới, vậy thì khó nói lắm. Sau khi người ta trở nên xinh đẹp, ánh mắt ngươi nhìn người ta cũng trở nên khác thường, ta không thể không đề phòng được. Đương nhiên, nàng cũng chỉ nói vậy thôi, nàng biết Như Hữu đạo không phải một hai ngày, người này sẽ không tệ tới mức gây ra chuyện lộn xộn trong tình huống có nhiều người như vậy cuối cùng nàng vẫn ra khỏi cửa nghiêu hữu đạo đẩy cửa tiến vào tiện tay đóng cửa lại trong góc phòng tối tăm viên cương đứng ở phía sau bồn hoa nhìn chằm chằm vào nghiêu hữu đạo vừa tiến vào phòng của thương thục thanh trong phòng trước giường nghiêu hữu đạo đứng yên nhìn chằm chằm vào gương đang ngủ say của thương thục thanh một bên còn có một tồn tại chướng mắt là ngân nhi đang ôm nàng ngủ nghiêu hữu đạo thò tay điểm vào trên người ngân nhi làm cho nàng không có cách nào dễ dàng tỉnh lại được sau khi đẩy nàng sang một bên tay nghiêu hữu đạo dơ lên vị trí áo của thương thục thanh vài lần muốn hạ xuống lại rụt tay về nhưng cuối cùng ngón tay vẫn hạ xuống đầu ngón tay chạm đến phần cổ trắng nõn của thương thục thanh và nắm lấy áo của nàng chậm rãi kéo xuống phần ngực trắng như tuyết dần dần hiện ra hắn cũng không lột hết trang phục trước ngực nàng chỉ lộ ra đến một vị trí ở giữa khe ngực nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm vào phân da trắng mịn trơn bóng này một lúc chỉ thấy một làn da đẹp hoàn mỹ cũng không có gì khác thường, ngón tay hắn còn xoa lên vị trí kia. Sau khi im lặng nhìn chằm chằm vào rất lâu, trong mắt hắn hình như có chút thất vọng, cuối cùng cẩn thận khép trang phục của Thương Thục Thanh lại. Hắn thu tay lại và nhìn chằm chằm vào gương mặt của Thương Thục Thanh, cuối cùng lại không nhịn được thò ngón tay chạm vào đó. Viên cương đi tới ngoài phòng và chờ một lúc vẫn không thấy người đi ra, cuối cùng hắn xoay người ngồi ở trên bậc thang. Tam hống đao cắm ở trước người, hai tay hắn ta giơ cao đỡ lấy chuôi đao, cúi đầu giữa hai cánh tay. Chẳng biết Lữ Vô Song đi tới từ lúc nào, nàng nhìn chằm chằm vào hắn ta một lúc lại nhìn cửa phòng đóng chặt, cuối cùng xoay người ngồi ở trên bậc thang bên cạnh hắn ta và khẽ hỏi, sao vậy? Viên Cương vẫn cúi đầu, nàng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi đấy. Thấy hắn ý không muốn nói, Lữ Vô Song cũng không miễn cưỡng. Nàng có mấy lời muốn hỏi nhưng nhìn ra được tâm tình của hắn tốt nên biết bây giờ không phải là lúc hỏi nàng im lặng một lúc lâu mới đứng dậy rời đi. chương 2296, một thù trả một thù. Nàng đi không bao lâu, cửa phòng đóng chặt chợt mở ra. Viên cương ngẩng đầu và quay lại nhìn, chỉ thấy Nghiêu Hữu Đạo đi ra. Hắn cũng nhìn thấy hắn ta chờ ở bên ngoài. Nghiêu Hữu Đạo nhẹ nhàng đóng kín cửa rồi bước xuống bậc thang, cũng đi tới bên cạnh hắn ta, chống kiếm ngồi xuống. Viên cương hỏi một câu, thế nào? Nghiêu Hữu Đạo, thế giới này thần thần quỷ quỷ khiến ta cũng hồ đồ rồi, không biết đây là mơ hay thực nữa hầu tử ta sai rồi viên cương không hiểu sai gì nghiêu hữu đạo không ở trong cuộc vĩnh viễn không biết tâm tình của người ta có một số việc trước đó ta không thể suy bụng ta ra bụng người ta không phải là ngươi nên không có cách nào cảm nhận rõ ràng được tâm tình của ngươi sau khi ta đối mặt với tình huống tương tự với ngươi ta mới hiểu được mình đã sai trong chuyện của phùng quan nhi viên cương đã hiểu hắn đang nói về chuyện của phùng quan nhi và tô chiếu tương mình vì Phùng Quan Nhi mà làm ra chuyện ngốc nghếch, cũng bởi vậy mới nhận lấy sự phẫn nộ chê bai và không hiểu của hắn. Viên Cương im lặng một lúc mới nói, không giống nhau. Bọn họ thật sự quá giống, đơn giản là từ một khuôn in ra. Như hiểu đạo, không thể nào là cùng một người được, chỉ là vẻ ngoài giống mà thôi. Trong mắt Viên Cương lộ ra hồi tưởng, ta còn nhớ rõ tình hình khi mới gặp gỡ Lão Hòa Thượng, Ngọc Tỷ cùng Lão Hòa Thượng luận Phật, cười những người cầu thần bái Phật, ví dụ một con kiến đang cầm một hạt cát tự cho là quý, cầu người bỏ xuống thương xót. Nàng hỏi lão hòa thượng, người có thể nhìn thấy không? Đạo gia người ở bên cạnh nghe xong cười to, nào ngờ lão hòa thượng hỏi lại, nếu tất cả con kiến đều đang cầm một hạt cắt hạt, người có thể không nhìn thấy sao? Lúc đó đạo gia im lặng, Ngọc Tỷ lại nói, nếu thật sự là vậy, cũng là con kiến tự mình thay đổi vận mạng của mình chứ không phải thần Phật, nếu tất cả con kiến đều có ý chí này, làm sao cần phải đi cầu thần bái Phật nữa, tự mình đã trở thành thần Phật rồi. Lão hòa thượng cười không nói, Ngọc Tỷ dường như suy nghĩ tới điều gì, sau nói mình đã hiểu rõ. Lão Hòa Thượng nói Ngọc Tỷ có tuệ căn nên đưa ra một câu sấm cho Ngọc Tỷ. Ban đầu, mọi người đều không biết là có ý gì, sau đó Ngọc Tỷ gặp chuyện không may, đạo gia ngươi mới hiểu ra. Đạo gia ngươi vội vàng chạy đi tìm, lại đúng lúc Lão Hòa Thượng sắp viên tịch. Ta khi Lão Hòa Thượng viên tịch đã nói các loại nhân quả luân hồi, nhưng ngươi không xem là thật, bằng không chúng ta làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Trên mặt nghiêu hữu đạo lộ vẻ hoang mang, tự mình lầm bẩm hoa rơi bờ này làm sao biết được hoa bờ kia có nở không? hoa bờ kia nở. viên cương, người thu nhận viên phương, không quan tâm viên phương thế nào, người đều cho hắn ta cơ hội, có phải cũng bởi vì lão hòa thượng đúng không? như hữu đạo không nói, giọng điệu viên cương có chút phiền muộn than thở, không quan tâm có phải là cùng một người hay không, người thấy được dáng vẻ của nàng, còn có thể làm như không thấy sao? đạo ra, người còn có thể bỏ nàng xuống được sao? như hữu đạo vẫn không nói. Sáng sớm hôm sau, Nưu Hiếu đạo quanh quẩn ở trong đình viện, nhìn thấy Vân Cơ từ trong phòng thương Thục Thanh đi ra liền tiến lại gần, hỏi: "Tỉnh dậy rồi à?" Vân Cơ: "Ừ, nàng đang rửa mặt." Đợi Vân Cơ đi rồi, Như Hiếu đạo hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó cầm kiếm đi tới cửa phòng thương Thục Thanh và gõ cửa một cái. Có người ra mở cửa phòng, đó là Ngân Nhi, Ngân Nhi vừa thấy hắn đã chề môi, khẽ nói một câu như chỉ có mình mới có thể nghe được: "Người xấu." Như Hữu đạo đẩy nàng qua một bên và trực tiếp xông vào chỉ thấy Thương Thục Thanh đang ngồi trải đầu ở trước bàn trang điểm. Thương Thục Thanh quay đầu nhìn thấy hắn liền vội vàng đứng lên hành lễ, đạo ra. Trông nàng có chút luống cuống tay chân vì tóc tai còn bù xù khó coi. Đối với người có gia giáo như nàng thì điều này khó tránh khỏi có chút thất lễ. Như Hữu đạo đi lên trước vui vẻ nói, nàng đang trải đầu à. Thương Thục Thanh mất tự nhiên nói, đạo ra, đã phải lên đường rồi sao? Thanh Nhi sẽ xong ngay đây, nàng cho rằng mình làm lỡ việc của hắn, như hữu đạo cười ha ha nói không vội không có việc gì thương thục thanh vội hỏi đạo gia có gì phân phó sao như hữu đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo quận chúa nàng đã lâu không trải đầu cho ta rồi hả thương thục thanh hơi sửng sốt sau đó vội vàng xoay người thu dọn bàn trang điểm rồi đưa tay mời ngồi bộ dạng sẵn lòng ra sức như hữu đạo lắc đầu lần sau đi nàng tiếp tục đi thương thục thanh lập tức xấu hổ một đại nam nhân ở bên cạnh bảo nàng tiếp tục thế nào đây tu dưỡng của nàng không được phép mình làm dáng ở trước mặt nam nhân như vậy. Như hữu đạo lại thêm một câu, tất cả mọi người đang chờ nàng xuất phát. Thương Thục Thanh lại không tiện đuổi hắn đi, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ ngồi xuống, nói chung làm nhanh chóng một chút, lược trên tay cũng chải tóc nhanh hơn. Kết quả khi nhìn vào trong gương, nàng lại thấy Nghiêu hữu đạo xuất hiện ở phía sau mình, đang nhìn chầm chầm vào mình trong gương, khiến cho tay nàng không nhanh hơn mà càng lúc càng rối loạn nghiêu hữu đạo chợt lên tiếng hỏi quận chúa có thỏa mãn với hình dáng bây giờ không dĩ nhiên là thỏa mãn rồi thương thục thanh dạo một tiếng rồi đột nhiên tay cứng đờ người phía sau đã giơ tay nắm lấy lược trên tay nàng nghiêu hữu đạo cướp lược của nàng và tiện tay nâng mái tóc dài của nàng lên chải tóc giúp nàng để ta giúp nàng thương thục thanh lập tức hoảng sợ làm gì có can đảm dám gào thét nữa nàng muốn đứng lên lại bị nghiêu hữu đạo giơ tay đặt lên đầu vai làm cho khó có thể đứng được nàng vội nói đạo ra Nghiêu hiếu đạo ngắt lời, người giúp ta trải đầu sợ rằng không chỉ 10 năm, ta trả lại cho nàng chút ân tình cũng là điều nên làm. Thương Thục Thanh lại muốn đứng dậy, đó là chuyện Thanh Nhi phải làm. Nghiêu hiếu đạo vẫn ấn nàng ngồi xuống, ta sắp dẫn nàng theo ta đi mạo hiểm, có lẽ lần này một đi không đường về. Nàng hãy cho ta một cơ hội báo đáp đi, nàng sao có thể nhận sự báo đáp của hắn chứ? Thương Thục Thanh lại muốn đứng lên nhưng kết quả bị ấn xuống, chỉ đành phải ngồi trả lời, đại ân đại đức của đạo gia, huynh muội chúng ta không thể báo đáp, chỉ có chúng ta nợ đạo gia, dù thịt nát xương tan cũng khó báo được hết. Nghiêu Hữu đạo lại ngắt lời, nữ nhân đẹp quả nhiên dễ tùy hứng, lời của ta đã không có tác dụng nữa rồi. Thương Thục Thanh hoảng hốt vội nói, đạo gia, thanh nhi không phải có ý này. Nghiêu Hữu đạo, vậy nàng không cần từ chối nữa. Thương Thục Thanh lập tức rơi vào tình huống khó xử. Nghiêu Hữu đạo lại chậm rãi giúp nàng trải đầu, ngân nhi bu lại, vẻ mặt tò mò nhìn, thấy nàng giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Ngưu Hiếu Đạo bỗng nói, quận chúa trải đầu cho ta hơn 10 năm, sau này ta cũng trải đầu giúp nàng hơn 10 năm, một báo một, nàng thấy thế nào? Câu nói này nghe thế nào cũng thấy không ổn, trong lòng thương Thục Thanh nghi ngờ nên dĩ nhiên từ chối, đạo ra, ngài nói quá lời rồi. Chẳng lẽ Thanh Nhi đã làm sai điều gì sao? Ngưu Hữu Đạo, từ trước đến nay quận chúa luôn giữ bổn phận, không làm gì sai cả. Thế nào, nàng cảm thấy ta trải đầu không tốt à? Thương Thục Thanh cũng choáng váng, không biết vị này rốt cuộc muốn ẩm ý kiểu gì nữa, không, đạo gia là người làm chuyện lớn, sao có thể mệt mỏi vì loại chuyện nhỏ này. Trên tay nghiêu hữu đạo không ngừng, vẫn còn từ chối à. Đúng rồi, bây giờ nàng đẹp rồi, sau này sợ rằng người theo đuổi sẽ giống như cá giết qua sông, lo lắng ta làm hỏng danh tiếng của nàng sẽ không ai thèm lấy sao. Thương Thục Thanh lúng túng nói, đạo gia nói đùa, Thanh Nhi không lấy chồng. Nghiêu hữu đạo, không muốn ta trải đầu cho nàng, lại không lấy chồng, vậy làm sao bây giờ? nếu không sau này tiếp tục ở lại bên cạnh ta, dứt khoát làm nha hoàn thiếp thân của ta, tiếp tục trải đầu cho ta thì thế nào? Thương Thục Thanh lập tức nói, được, chương 2297, phản 1. Như hiểu đạo, vương gia là hy vọng quận chúa có kết quả tốt, nếu như vương gia không đồng ý thì làm thế nào? Thương Thục Thanh khẽ nói, chuyện của Thanh Nhi sẽ do Thanh Nhi tự mình quyết định. Trong lòng nàng thầm thêm một câu, chỉ cần ngươi lên tiếng, sợ rằng ca ca ta còn cầu không được đấy. Nưu Hữu Đạo, dựa vào gương mặt của quận chúa bây giờ lại thêm thân phận địa vị của quận chúa sẽ dẫn tới rất nhiều người theo đuổi. Trong đó khẳng định có đủ tuấn kiệt, nếu như ngày nào đó nàng gặp được nam tử nhìn chúng, nàng lại thành nha hoàn thiếp thân của ta thì không hối hận chứ?" Thương Thục Thanh vội nói, "Thanh nhi tuyệt đối không hối hận." "Được, vậy ta có thể xem là thật." Nưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm về phía người trong gương, thật xinh đẹp, ở lại bên cạnh ta cả đời được chứ? Ý trong câu nói này khiến Thương Thục Thanh đang ngồi ngay ngắn chợt không được mà run lên. Nàng nhìn người trong gương rồi chuột dạ, ánh mắt tránh né và cúi thấp đầu, không biết có phải mình hiểu nhầm gì hay không. Tim nàng cũng đập nhanh hơn, khi nàng cúi đầu, cuối cùng lại như ma xui quỷ khiến khẽ hỏi một câu, thật sự nhìn rất đẹp sao. Như hữu đạo, đẹp, ta thích, Thương Thục Thanh lập tức đỏ mặt, không giống như mặt quỷ trước đây, bây giờ mặt nàng đỏ lại có thể nhìn thấy đặc biệt hiểu rõ động tác trái tóc của nam nhân phía sau nàng chợt dừng lại. Cả đời này nàng cũng quên không được, như hữu đạo cũng không ép nàng quá mức, ngoài cửa, vân cơ bước vào thì nhìn thấy tình tượng trước bàn trang điểm. Nàng lập tức há hốc mồm, điều này có ý gì? Nàng đi tới trước bàn trang điểm và nhìn chằm chằm vào Ngưu Hữu Đạo, trong mắt lộ ra sự khó chịu như đang nói, ta sớm đã nhìn ra ngươi không bình thường rồi, ngươi đừng có làm quá mức. Ngưu Hữu Đạo cũng xong việc, hắn dứt khoát vấn kiểu tóc nam nhân cho thương thục thanh rồi quay đầu căn dặn vân cơ một câu, giúp nàng mặc đồ nam và dịch sung. Hát nói dứt lời liền nhặt kiếm lên và rời đi, ngân nhi lại cản hắn và sờ tóc của mình, đạo đạo, ta cũng muốn. Nàng cũng muốn hắn trải đầu giúp mình, như hữu đạo hỏi, nàng muốn trải đầu hay muốn đùi gà. Ngân nhi lập tức nắm lấy tay áo của hắn, mắt sáng lấp lánh nói, đùi gà. Như hữu đạo, được, trên đường rút lui sẽ mua cho nàng. Ngân Nhi liên tục gật đầu và thả hắn ra, tươi cười rạng rỡ như đang nói đạo đạo thật tốt. Ngưu Hữu Đạo đi nhanh rời đi, vẻ mặt phân cơ bất đắc dĩ, thật sự không biết nên nói ngân nhi thế nào mới tốt. Đây không phải là đang lừa gạt kẻ ngu si sao? Cho dù trải đầu, trên đường rút lui còn không phải vẫn mua à? Nhưng chắc chắn sẽ không thể nói cho Ngân Nhi hiểu được đạo lý này. Đầu óc nàng không suy nghĩ được vòng vèo như vậy, chắc hẳn càng nói sẽ càng hồ đồ. Vừa quay đầu lại, phân Cơ lại sửng sốt, phát hiện thương thục thanh ngồi ở trước bàn trang điểm sờ tay lên búi tóc do nghiêu hữu đạo trải cho nàng và lặng lẽ chảy nước mắt. Ôi, vân cơ khẽ thở dài một tiếng rồi đi tới phía sau nàng, hai tay nắm lấy hai vai nàng và nói với nàng trong gương, gương mặt xấu hay đẹp dã có thể khiến cho thái độ của hắn thay đổi lớn như thế, có phải cảm thấy rất vui mừng, lại cảm thấy khổ sở, trong lòng khó chịu đúng không? Thương Thục Thanh lắc đầu, đạo ra không phải là kẻ trông mặt mà bắt hình dung. Vân cơ than thở, đừng ngốc, trong lòng ngươi hiểu rõ ràng, Thái độ của hắn thay đổi cũng là vì gương mặt ngươi thay đổi. Hắn chính là đang trông mặt mà bắt hình dung, chính vì vậy nên ngươi mới khổ sở có đúng không? Ngươi thậm chí nghi ngờ, hắn vì 10 vạn nha tương nên muốn trấn an ngươi, muốn lợi dụng ngươi có đúng không? Thương Thục Thanh lắc đầu, "Không, Vân Cơ, không, không thì ngươi khóc cái gì? Thật ra mọi người đều biết ngươi thích hắn, nhưng hắn cũng không thể bắt nạt người như vậy được, nhất là khi bắt nạt nữ nhân như chúng ta." Chuyện việc nào ra việc ấy, đúng ta thừa nhận hắn có bản lĩnh ở đây lời hắn nói mới tính nhưng trong loại chuyện này ta đứng ở bên phía ngươi ngươi không cần phải sợ hắn ta cũng không tin hắn không chịu nghe đạo lý có rất nhiều người còn đang nhìn đấy phân cơ cúi đầu xuống bên vai nàng chỉ vào nàng trong gương quận chúa bây giờ nàng như hoa như ngọc không sợ không tìm được nam nhân tốt nàng có thể thỏa sức chọn nam nhân tốt trong thiên hạ không cần phải khiến mình phải chịu oan ức bên phía hắn ngươi không cần lo lắng ta sẽ đi tìm đám người hồng nương, cùng tìm hắn nói lý lẽ, bảo hắn cút sang một bên. Thương Thục Thanh chộp lấy tay của Vân Cơ, lắc đầu, không cần. Vân Cơ, không cần cái gì chứ, ta cũng không nhìn được nữa rồi, chẳng lẽ còn phải mặc cho hắn sắp xếp sao? Người yên tâm, hắn ít nhiều vẫn tính là người nói đạo lý. Không cần, Thương Thục Thanh khóc nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống như mưa, bờ vai run rẩy ta bằng lòng. Một câu ta bằng lòng lộ ra sự bi thương khiến Vân Cơ hết chỗ nói rồi. Ngân Nhi không thể nhận được đùi gà mình muốn lại bị đánh ngất. Bọn họ còn đặc biệt chuẩn bị thêm một cái dương cho nàng, dùng chân bọc nàng rồi nhét vào trong. Thương Thục Thanh nhìn thấy muốn nói lại thôi, nàng biết đây là ý của Ngưu Hữu Đạo, trong thành đã chuẩn bị 50 chiếc xe ngựa đưa tới, kể cả còn có người đánh xe và ít hộ vệ đi theo. Dương trong sơn trang cũng bắt đầu được chuyển ra, khoảng 10 dương sẽ được chất lên một xe và dùng dây cột chặt. Nhìn Thương Thục Thanh mặc giả nam đi ra ngoài, thấy viền mắt nàng hồng hồng có thể nhìn ra nàng đã khóc. Nghiêu Hữu Đạo hỏi Vân Cơ, nàng khóc à? Có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn vừa nói đến đây, Vân Cơ liền bất mãn, người có quyền to thế lớn, xem mặt xuống đúa, muốn ăn thì ăn, muốn không ăn thì không ăn, người còn hỏi ta làm gì? Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi muốn dạng nữ nhân nào mà chẳng có, cần gì phải hãm hại, dồn nàng vào chỗ chết chứ? Nghiêu Hữu Đạo, người càng ngày càng giống Hồng Nương. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chuyện gì quan trọng hơn, Chắc ngươi đã rõ, chờ lần này ngươi có thể sống tốt rồi hãy nói. Ngươi, Vân Cơ nghẹn lời, "Được rồi, chuyện quan trọng, ta đang muốn hỏi ngươi, đoạn đường này cần bao nhiêu thời gian, ngươi không cảm thấy ngươi thông báo khắp nơi lui lại như vậy là quá sớm à?" Vương gia bên kia rút lui, "Nhiều người như vậy phải làm thế nào? Một khi Ô thường đi tìm thì sợ rằng sẽ tổn thất không nhỏ đâu."